Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Tú Anh. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Tử Thất Thất ngồi ghế sau của xe taxi. Cô vui vẻ tắt cuộc gọi với Trung Khuê. Buổi trưa nay khi mà nhận điện thoại của ông ta, cô vô cùng chấn động, vô cùng thống khổ. Nhưng sau một canh giờ đối diện với ông ta, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên cô biết đây nhất định là có một âm mưu gì đó. Bởi vì cô đã bị ông ta lừa gạt một lần, cho nên ông ta rõ ràng không phải là người tốt. Cô muốn thoát khỏi ông ta thì tuyệt đối phải bình tĩnh, tìm ra điểm yếu của ông ta là gì. Đối với Trung Khuê, cô chẳng qua cũng chỉ là con cờ. Tất cả mọi thủ đoạn của ông ta cũng chỉ là vì một mục đích duy nhất, đó là uy hiếp Mạc Tử Hàn. Điều quan trọng nhất, nguyên nhân lần này cô đi tìm Trung Khuê, thật ra không phải là từ miệng ông ta nói ra chuyện ba mẹ mình, mà cô muốn cho ông ta biết rằng Tử Thất Thất không phải là người dễ dàng bị bắt nạt, để mặc cho ông ta có thể tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu như cô đã quyết định trở thành người phụ nữ của Mạc Tử Hàn, thì tuyệt đối không được phép sợ hãi bất kỳ thành phần nào trong hắc đạo, kể cả lão hồ ly chết tiệt Trung Khuê. Với thân phận thủ lĩnh hắc đạo phu nhân, cô phải tự mình thích ứng với thế giới ngầm đầy nguy hiểm này. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, hai mắt lộ ra sự tự tin, thần sắc kiên định. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô phải học cách tự bảo vệ cho bản thân mình. Cô không thể nào trở thành gánh nặng cho Mạc Tử Hàn, càng không thể nào trở thành điểm yếu để cho người ta lợi dụng uy hiếp anh. Cô muốn phải là hậu thuẫn vững chắc để giúp đỡ tất cả mọi thứ cho anh. Tử Thất Thất trở lại bên đường, đứng bên cạnh chiếc xe Bentley, nhìn Hỏa Diễm vẫn còn đang hôn mê. Hắn ta không tỉnh dậy, đã 3 giờ rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như không may, hắn ta hôn mê một ngày một đêm, cô không muốn đứng đây cả ngày đâu. Tự dưng có chút lo lắng, nhưng không thể nào làm gì khác hơn là đứng chờ Hỏa Diễm tỉnh dậy. Đến khi mặt trời lặn, thời gian 6 giờ mà Mạc Tử Hàn quy định đã sắp đến rồi. Hỏa Diễm đang nằm ở ghế sau, khẽ giật giật chân mày, hai mắt từ từ mở ra. Hắn ta ngồi bật dậy, sửng sốt nhìn cô. Gặp được phu nhân chạy trốn rồi. Nghe tiếng gõ cửa xe, hắn ta lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Tử Thất Thất mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy. Phu nhân vẫn còn ở đây sao? Phu nhân, chúng ta đi nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Cô lập tức chui vào trong xe, vội vàng ngồi xuống. Hỏa Diễm nghi hoặc nhìn cô, nhưng mà lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Dùng sức đóng cửa xe, liếc mắt nhìn bầu trời bao la, hoàng hôn xinh đẹp. Mặt trời đã lặn rồi, vậy thì ít nhất hắn ta cũng hôn mê 4-5 tiếng. Trong thời gian này, phu nhân đi đâu, làm gì? Tại sao lại chuốc thuốc mê Hỏa Diễm? Tại sao lại trở về đây? Hắn ta phải làm gì bây giờ? Phải hỏi cái gì đây? Tử Thất Thất lên tiếng. Anh nhất định là tò mò, muốn biết tôi đã đi đâu, có đúng không? Đúng vậy. Vậy sao lúc đầu anh không hỏi đi? Hơn nữa, không nói gì với tôi cả. Bởi vì nếu như phu nhân muốn thì nhất định sẽ nói. Còn nếu như không có ý định nói, tôi có hỏi cũng không có tác dụng. Hơn nữa, trách nhiệm của tôi là bảo vệ phu nhân, đem tất cả hành tung của người báo cáo cho lão gia. Tôi không có quyền chất vấn phu nhân. Anh định đem chuyện tôi mất tích tố cáo với Mạc Tử Hàn sao? Đúng vậy. Nếu tôi thỉnh cầu anh đừng nói gì, anh có thể giúp tôi được không? Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể trung thành với lão đại mà thôi. Vậy ý của anh là bất luận thế nào anh cũng đem chuyện tôi mất tích nói với Mạc Tử Hàn, kể cả là tôi uy hiếp anh, đe dọa anh hay là ép anh cũng không nghe lời tôi, đúng không? Đúng vậy. Đúng là một người cố chấp. Nhưng mà biết làm sao được, anh muốn nói thì cứ nói,
Dù sao, binh tới, tướng đỡ, nước lên thì cát lấp. Anh ấy vẫn không đến nỗi lấy mạng tôi đâu. Hỏa Diễm đi đằng sau của Tử Thất Thất, trở về phòng ngủ của Mạc Gia, đứng trước cửa, lông mày cau lại, gọi điện cho Mạc Tử Hàn. Phu nhân vừa rời khỏi tập đoàn thì xuống tay hạ độc dược khiến cho tôi hôn mê. Cho nên trong 4 giờ phu nhân đi đâu, đã làm gì, tôi tất cả đều không biết. Người nói gì cơ? Phu nhân xuống tay rồi bỏ trốn sao? Khi mà tôi tỉnh lại, phu nhân vẫn còn ở trước mặt tôi. Nhưng trong lúc hôn mê, hành tung phu nhân thế nào tôi không rõ. Thưa lão đại, tôi biết rồi, tôi lập tức trở về ngay. Người hãy phái người điều tra cô ấy, xem 4 giờ đó cô ấy làm gì, còn thuốc mê là từ đâu ra. Sau bữa cơm tối, Mạc Tử Hàn vội vội vàng vàng về Mạc gia. Đến trước phòng ngủ thì thấy Tử Thất Thất đã sớm đi vào trong giấc mộng. Anh chậm rãi bước đến bên giường, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn chằm chằm khuất mặt đang ngủ kia, lạnh lùng mở miệng. Đừng giả vờ ngủ nữa, mau mở mắt ra cho anh. Nếu không mở mắt, anh sẽ không khách khí đâu. Nghe lời anh đe dọa, cô mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt ra, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Mạc Tử Hàn, cô ngồi bật dậy, giật nhanh là nói thẳng. Em nhất định không nói cho anh biết đâu, có đánh chết cũng không nói. Em cho rằng anh đang muốn em nói cái gì chứ? Không phải là xế chiều nay em tại sao lại ra tay với Hỏa Diễm, rồi em đi đâu, làm gì? Những chuyện này anh đều muốn biết, không phải à? Anh không phải muốn hỏi chuyện đó, chỉ là muốn biết tại sao hôm nay em lại kỳ quái đến chỗ anh, ngoan ngoãn nghe lời, chủ động ôm anh, hôn anh, nói những câu ngon ngọt với anh. Rốt cuộc là tại sao chứ? Là bởi vì hôm nay em làm một việc nguy hiểm đến tính mạng, có đúng không? Bởi vì sợ xảy ra chuyện, không đảm bảo tính mạng để gặp anh, cho nên mới làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy, có đúng không? Trả lời đi, sao lại im lặng như thế chứ? Tử Thất Thất cúi đầu thật sâu, rồi cuối cùng là khẽ gật đầu. Anh cảm thấy lo sợ, kinh hãi, trái tim bắt đầu nhảy lên, bùm bùm. Cô gái này thật sự là rất đáng giận, nhân lúc anh bận rộn, tối tăm mặt mũi, lại chạy loạn ra ngoài. Có biết là có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập hay không? Một mình cô thì làm sao có thể đảm bảo an toàn trở về? Nếu có chuyện không may xảy ra, vậy thì cuộc đời này anh phải làm thế nào để sống tiếp đây? Anh quỳ một chân xuống giường, rồi đưa ra hai cánh tay ôm cô vào trong lòng. Anh có thể hỏi hôm nay em đi đâu, làm gì, nhưng em phải hứa với anh, bắt đầu từ hôm nay đến ngày chúng ta kết hôn, em tuyệt đối không ra khỏi cửa Mạc gia, cho dù chỉ là một bước, có được không? Được rồi, em nghe anh. Tự Thất Thất tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nghe trong lòng nhịp tim đập, khuôn mặt ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mạc Tử Hàn khẽ buộc chặt hai tay, càng thêm dùng sức ôm cơ thể của cô. Anh biết nếu anh chất vấn, cô nhất định không nói, bởi vì cô quật cường, còn có thể gọi là cực kỳ cứng đầu, cho nên anh chỉ có thể đổi phương pháp để cho cô ưng thuận đề nghị của anh, sau đó phái người âm thầm điều tra. Cô vội vàng như vậy thì chắc chắn sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Nếu muốn thì anh hoàn toàn có thể điều tra ra dễ dàng. Trong lúc anh công việc ngập đầu thì cô lại nhàn nhã ra ngoài gây họa. Có phải là cô đang cố tình làm cho anh mệt mỏi, có đúng không? Sáng sớm hôm sau, khi mà Tử Thất Thất tỉnh dậy thì Mạc Tử Hàn đã không còn trên giường nữa. Không cần suy nghĩ cô biết, anh nhất định đến công ty làm việc rồi. Cô thật sự muốn biết anh rốt cuộc đang bận rộn những cái gì chứ? Cô thở dài rời giường, đi vào trong phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt. 20 phút sau đó, cô mặc bộ váy màu trắng ra khỏi cửa phòng. Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng bếp cực kỳ lớn, nhìn người đi ra đi vào, nhớ lại chuyện hôm Hỏa Diễm đẩy đồ ăn vào và có chiếc di động, thì trong bếp nhất định có người động tay động chân. Nhưng mà ở đây có nhiều người như vậy, rốt cuộc người nào mới là kẻ đáng nghi cơ chứ? Hỏa Diễm, phòng bếp của Mạc gia có nhiều người như vậy, công việc của họ phân chia thế nào chứ? Hỏa Diễm lên tiếng đáp. Đầu bếp có 3 loại. Loại tốt nhất đương nhiên là dành riêng cho lão gia, phu nhân và tiểu thiếu gia.
Tiếp theo là cho thuộc hạ thân cận là chúng tôi đây. Còn lại là cho những người làm và quản gia. Kia là người nấu cơm cho tôi hàng ngày sao? Đúng vậy, là hắn ta. Hỏa Diễm chỉ vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Tử Thất Thất nhìn người đàn ông trung niên không chớp mắt, bề ngoài cực kỳ thành thật, hơn nữa nhìn cũng chất phác, chắc hẳn không phải là người xấu rồi. Nhưng mà nhìn người biết mặt không biết lòng, người xấu ở đâu mà chẳng có, vì vậy không có lý do gì không nghi ngờ. Vậy người đó làm cơm xong, cơm sẽ giao cho ai? Sẽ giao cho người giúp việc riêng của phu nhân. Người giúp việc riêng của tôi không phải là anh sao? Thì ra là phụ nữ à? Phu nhân, tôi không phải là người giúp việc. Vậy thì tôi muốn biết một chút về người hầu riêng của tôi. Cô từ sáng sớm đã bắt đầu hỏi chuyện một cách kỳ quái, giống như đang điều tra một việc gì đó, hay là điều tra một người nào đó. Rốt cuộc là cô đang muốn tìm cái gì đây? Hỏa Diễm khẽ cau mày. Cả buổi sáng, Tử Thất Thất đều ở đây tìm kiếm gian tế, nhưng mà cuối cùng một chút kết quả cũng không có. Quả nhiên, loại công việc này giống như là chuyện trinh thám, cô hoàn toàn không thích hợp với việc dùng đầu óc để phán đoán. Sở trường của cô chỉ là đánh nhau thôi. Cô trở về phòng, nằm giang tay giang chân, hình chữ đại ở trên giường, thở dài ngán ngẩm. Rốt cuộc là ai làm chứ? Rốt cuộc thì ai mới là gian tế? Rốt cuộc muốn dùng cách gì mới có thể bắt được kẻ đó lộ mặt đây? Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa vang lên. Sau đó có người từ ngoài đi vào trong gian phòng, nhưng không giống như bình thường, cũng không nghe được giọng nói máy móc của Hỏa Diễm, mà là tiếng bước chân đặc biệt nhịp nhàng. Tử Thất Thất bất an, nhanh chóng mở hai mắt ngồi dậy. Anh là ai? Là người cô muốn tìm. Chào cô, tên tôi là Vũ Trì Húc. Hắn ta cao 1m90, vóc dáng cao ngất, hơi gầy, trên mặt ngũ quan vô cùng rõ ràng, đôi môi không dày không mỏng, nhàn nhạt nở ra nụ cười, lỗ mũi cao thẳng giống như là hình tam giác nhỏ, đôi mắt trong suốt, con ngươi đen nhánh thâm thúy, khóe mắt hơi nheo lại, cả người nhìn qua vô cùng anh tuấn tiêu sái, nhưng mà toàn thân lộ ra hơi thở xấu xa. Anh để điện thoại trên xe thức ăn sao? Không phải tôi, nhưng cũng là của tôi. Anh nói như vậy là có ý gì? Điện thoại di động đặt ở xe thức ăn phía dưới không phải là của tôi. Nhưng mà không có tôi thì làm sao người đó dám làm? Nên có thể nói tôi chính là chủ mưu ở đằng sau. Vậy không chỉ có anh, mà Mặc Gia còn có gián điệp khác sao? Không phải, Mặc Gia căn bản là không có gián điệp nào cả. Rất đơn giản, chỉ cần lấy tiền thu mua cô ta là được rồi. Nếu thu mua không được, vậy thì tìm ra nhược điểm của cô ta, uy hiếp cô ta. Anh đúng là hèn hạ. Cảm ơn cô đã khích lệ tôi. Từ tiểu thư, nếu như cô không còn vấn đề gì khác, vậy thì tôi có thể mời cô đi theo tôi chứ? Muốn tôi đi cùng anh sao? Vậy phải xem là anh có bản lĩnh kia không? Cô vừa dứt lời thì Vũ Trì Húc đã nhanh chóng từ bên hông mình lấy ra một khẩu súng chĩa về phía đầu của cô. Cô hoàn toàn không quan tâm hắn ta có nổ súng hay không. Trần đã đánh úp về mặt của hắn, cuối cùng nặng nề đã trúng vào má phải. Hắn ta quay người rồi ngón tay trỏ cầm súng từ từ bóp cò. Tử Thất Thất giống như đã sớm nghĩ tới mình có lúc như thế này, cho nên cũng không có bất kỳ một sự sợ hãi nào, thậm chí là vô cùng ngạo nghễ nhìn hắn ta, không trốn tránh, để súng trong tay của hắn ta tấn công về phía của mình. Bả vai cô nhận được một hồi đau đớn, tay cô không tự chủ che vai trái, ngón tay tự dưng chạm được một vật kỳ quái. Cô cúi đầu xuống, nhìn kim tiêm nho nhỏ, bên trong chỉ có một giọt chất lỏng màu đỏ. Đấy không phải là thuốc mê Trung Khuê đã cho cô sao? Vừa bắt đầu đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, hóa ra là như vậy. Súng mê ư? Cô cau mày nhẹ giọng nói, hai mắt bắt đầu mơ hồ, đầu cũng hơi ngất ngây, cơ thể chậm chậm, vô lực. Vũ Trí Húc nhìn cô khẽ dao động, đột nhiên cau mày. Thật là kỳ quái, người bình thường trúng thuốc mê chỉ cần 2 giây sẽ ngất xỉu. Vậy mà cô qua thời gian dài như vậy vẫn có thể giữ vững thanh tỉnh. Cơ thể cô rốt cuộc có cái gì bên trong chứ? Cơ thể tôi rất bình thường,
phải xem thuốc tê của anh có vấn đề gì không. Nếu không thì là do kỹ thuật của anh có vấn đề. Có điều khiến cho anh thất vọng rồi. Cho dù tôi có mất mạng, tôi cũng không đi theo anh. Tay cô vung lên làn váy màu trắng tinh, lấy trên đùi ra một con dao nhỏ, nhanh chóng rút lưỡi dao sắc bén, sau đó vừa nói vừa dùng sức ghim vào động mạch cổ của mình. Không được. Vũ Trí Húc giống to chạy đến ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Trên cổ của Tư Thất Thất có thứ chất lỏng màu đỏ phun ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ý thức của cô cũng chống đỡ đến cuối cùng, cả người vô lực ngã xuống. Vũ Trí Húc vội vàng giữ cơ thể của cô, dùng tay mạnh mẽ ngăn chặn mạch máu bị cắt đứt. Nhất định không nghĩ rằng cô gái này thế mà lại quật cường như thế, lựa chọn tự vẫn. Nguyên nhân là vì Mạc Tử Hàn, vì tên đàn ông máu lạnh vô tình đó. 20 phút sau đó, Mạc Tử Hàn một lần nữa vội vàng từ công ty chạy về. Trong điện thoại nghe thấy Tử Thất Thất bị bắt đi, trái tim anh khiếp sợ, giống như là từ cơ thể anh, trái tim nhảy vọt ra ngoài. Rõ ràng buổi sáng, lúc mà anh rời đi, cô còn ngủ say. Nhưng mà chỉ qua có một buổi, cô đã mất tích. Rốt cuộc là người nào dám xông vào Mạc gia? Là ai vội vàng muốn bắt cô đi? Là ai chứ? Vừa vào đến nơi, Mạc Tử Hàn đã lạnh lùng chất vấn Thổ Nghiêu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc tôi theo tiểu thiếu gia đến cửa phòng của phu nhân thì nhìn thấy Hỏa Diễm bị trọng thương nằm trên mặt đất. Bên trong phòng không có bóng người, chỉ có trên mặt đất lưu lại một vết màu đỏ, là máu của phu nhân. Là ai làm chứ? Cái này tôi không nhìn thấy là ai làm, nhưng ở trong máu Hỏa Diễm phát hiện ra cái này. Thổ Nghiêu vừa nói vừa lấy ra viên kim cương. Đôi mắt của Mạc Tử Hàn nhìn kim cương trong tay, chân mày tự dưng nhăn lại. Đây là dấu hiệu của một người, người đó lấy mạng người xong thì lúc nào cũng thích đem một viên kim cương đặt trong máu đỏ tươi. Điều này thể hiện rằng hắn ta đã lấy mạng người xong. Nhưng mà tại sao lại muốn bắt Thất Thất chứ? Là ai bỏ tiền thuê hắn ta chứ? Hỏa Diễm đâu rồi? Đã mất mạng rồi sao? Không mất mạng, nhưng mà vết thương rất nghiêm trọng, vẫn còn đang cấp cứu, thưa lão đại. Lập tức phái người đi tìm cho ta. Ta muốn tự mình điều tra bên trong biệt thự này, xem ai to gan như vậy dám để cho người đàn ông kia vào đây. Quá sơ suất. Anh chỉ biết có công việc mà bỏ quên Tử Thất Thất. Rõ ràng biết ngày hôm qua cô không thích hợp, có gì đó sai sai, nhưng mà anh lại còn lựa chọn vội vội vàng vàng vùi đầu vào trong công việc, bởi vì nghĩ rằng chỉ cần cô ở nhà sẽ không sao. Nếu như anh dành nhiều thời gian hơn cho cô, vậy thì cô đã không bị như thế này rồi. Đáng chết. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng dễ thấy chạy như bay trên đường đột nhiên dừng lại. Áo vest trắng của Vũ Trì Húc nhuộm đầy chất lỏng màu đỏ của Tử Thất Thất. Hắn ta hốt hoảng đem cô từ đằng sau xe ra, rồi cấp tốc chạy vào trong cửa chính. Vũ Trì Húc chạy vào đại sảnh của Trung gia, rồi trực tiếp đi lên lầu 2, đem Tử Thất Thất ôm vào trong một gian phòng khách. Lúc lái xe, hắn ta cũng đã đánh điện thoại, cho nên bác sĩ và y tá lập tức xuất hiện trong phòng. Trung Khuê, Tần quản gia vội vàng đi đến, nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường, cả người toàn màu đỏ, thoi thóp. Cậu rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế? Tôi không phải nói rằng không cho phép tổn thương đến cô ta sao? Trung Khuê khẩn trương chất vấn. Tôi cũng không nghĩ rằng cô ta lại tự vẫn. Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như vậy. Rõ ràng bên ngoài xinh đẹp mảnh khảnh, gầy yếu, nhưng mà cá tính thì lại rất kiêu ngạo, cuồng vọng, cuột cường. Tôi căn bản là không kịp ngăn cản. Thậm chí cô ta ngay cả điểm chần chừ cũng không có, đã ghim con dao vào động mạch cổ của mình. Trung Khuê nghe lời nói của tên kia, nhìn chằm chằm hai mắt của Tử Thất Thất. Lần đầu tiên người này đang thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện không may. Quả nhiên người phụ nữ này không đơn giản. Tính tình như vậy đã từng giống Ninh Ngọc Nhi một dạng, bề ngoài thì vô cùng nhu nhược, nhưng mà nội tâm thì kiên cường. Vũ Trí Húc kiên định ra lệnh cho bác sĩ. Ông nhất định phải cứu sống cô ấy, tuyệt đối không được để cho cô ấy mất mạng. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giữ mạng cho cô ấy. Sao cậu lại lo lắng thế? Cậu hôm nay mới thấy cô ta lần đầu tiên, chẳng lẽ... Tôi chỉ là không muốn bởi vì cô ta mà ảnh hưởng đến nhiều năm danh dự của tôi thôi.
tôi nhận nhiệm vụ chưa từng sai lầm. Thế cho nên tôi tuyệt đối không cho phép cô ta mất mạng. Tuyệt đối không cho phép. Vũ Trí Húc kiên định nói, ánh mắt tràn ra một cảm giác không rõ ràng. Trùng Khuê theo dõi tất cả vẻ mặt và cử động của Vũ Trí Húc. Chẳng lẽ đây là vừa nhìn thấy đã yêu sao? 2 giờ sau đó, máu của Tử Thất Thất cuối cùng cũng ngừng chảy, tính mạng được bảo toàn. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Vũ Trí Húc, vô cùng an tâm. Hơn nữa hắn ta còn không tự giác ngồi bên giường, dịu dàng nắm bàn tay lạnh như băng của cô. Thất Thất, cậu biết cô ấy sao? Trung Khuê vẫn đứng một bên, nhìn hắn ta suốt 2 giờ đồng hồ, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Tôi không biết. Vậy tại sao cậu lại quan tâm cô ta nhiều như vậy chứ? Bởi vì tôi tìm đồ chơi. Dù sao thì ông cũng chỉ là muốn lợi dụng cô ấy thôi. Chờ khi nào ông lợi dụng xong, tôi sẽ lấy ra chơi. Cậu đã có hứng thú với cô ấy như vậy. Vậy thì thù lao lần này tôi sẽ không thanh toán. Coi như là tôi giúp cậu tìm được con rối tốt mà khấu trừ đi. Vũ Trì Húc im lặng quay đầu nhìn Tử Thất Thất hôn mê bất tỉnh, trong lòng có một chút an ủi. Lần này đúng là tìm được một bảo bối rất thú vị rồi. Trung Khuê ngồi trên ghế mộc của thư phòng tầng 2, đem gậy đầu chim ưng trong tay để một bên, lấy điện thoại di động mới mua, bấm xuống một dãy số. Người đã lấy được rồi, kế hoạch của ông có thể bắt đầu. Trung Khuê lên tiếng nói, Bạch Vân Sơn hỏi lại. Ông bắt được Tử Thất Thất rồi sao? Đúng vậy, cô ta bây giờ đang ở nhà tôi. Biệt thự Mặc Gia ngày hôm sau, Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, cả căn phòng không có một chút thay đổi nào, ngay cả vết máu trên đất cũng còn nguyên. Trước mặt anh, một nữ giúp việc đang quỳ gối trên mặt đất. Cô cúi đầu thật sâu, cơ thể không ngừng phát run, cả người vô cùng hoảng sợ. Chính là ngươi làm có đúng không? Là ngươi để cho tên đàn ông kia vào Mặc Gia ư? Người phụ nữ đó trầm mặc, tiếp tục phát run, hoảng sợ nói không ra câu. Nói đi, có phải là ngươi không? Tôi là bị bắt buộc. Người đàn ông kia bắt con trai của tôi. Hắn ta nói, nếu như tôi không đồng ý giúp, thì hắn ta sẽ lấy mạng con trai tôi. Tôi chỉ có một đứa con thôi. Tôi khổ sở nuôi nó lớn lên. Nó chính là mạng sống của tôi, là tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi. Cho nên tôi không thể nào không nghe lời hắn. Điện hạ, xin ngài tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tha cho tôi đi mà, đừng lấy mạng tôi. Nữ nhân kia kinh hoàng nói xong, không ngừng van xin, không ngừng dập đầu, nước mắt trong nháy mắt đã chảy thành sông. Mặc Tử Hàn tức giận nhìn cô ta, rút súng lục ra, chĩa về đầu cô ta. Điện hạ, tôi cầu xin người, người cũng là ba. Nếu như biết tiểu thiếu gia bị người ta bị bắt rồi uy hiếp, người cũng sẽ bất chấp tất cả. Vì người đó làm bất kỳ chuyện gì. Điện hạ, đừng mà. Đừng lấy mạng tôi mà. Còn tôi phải làm thế nào đây? Tôi cầu xin người tha cho tôi một mạng. Tôi về sau sẽ làm trâu làm ngựa, nhất định sẽ báo đáp. Nữ nhân kia hoảng sợ cầu xin. Lúc người đó tìm cô cũng biết mình nhất định sẽ có một ngày như vậy. Vốn dĩ cô ta tính toán mang theo con trai của mình chạy trốn, thế nhưng đã bị Thổ Nghiêu bắt trở lại. Cô ta thật sự là bất đắc dĩ, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Mà Mặc Tử Hàn nghe thấy cô ta nhắc đến Thiên Tân cũng có chút rung động. Đáng chết, người cút ra ngoài. Từ nay về sau đừng để cho ta nhìn thấy, nếu không thì ta quyết không tha cho ngươi. Dạ vâng, tôi lập tức cút đi ngay. Cô ta nói xong thì đứng dậy, chạy ra khỏi cửa phòng, rời khỏi căn biệt thự. Mặc Tử Hàn cao cao ngạo ngạo, ngồi trên ghế salon, hai mắt tràn đầy tức giận. Vũ Trì Húc, rốt cuộc bắt Tử Thất Thất có mục đích gì chứ? Là ai thuê? Hơn nữa bây giờ Thất Thất thế nào rồi? Cô mất nhiều máu như vậy, nhất định bị thương rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ là cô đã... Tử Thất Thất sẽ không sao đâu, cô nhất định sẽ bình an vô sự. Mà bây giờ quan trọng nhất là anh phải tỉnh táo, trấn định. Để mà cẩn thận suy nghĩ, nếu có người cố gắng dùng Vũ Trì Húc đến bắt Tử Thất Thất, mà là để người còn sống, như vậy thì chắc chắn có mục đích. Mà mục đích lớn nhất
Đó chính là dùng cô để mà uy hiếp Mạc Tử Hàn. Như vậy thì bọn chúng sẽ không để cho Tử Thất Thất mất mạng. Hơn nữa rất nhanh sẽ liên lạc với anh thôi. Quả nhiên, vừa mới suy nghĩ như vậy xong, thì điện thoại đặt trên bàn trà vang lên tiếng chuông. Ánh mắt của Mạc Tử Hàn lạnh lùng chuyển đến điện thoại di động, nhìn màn hình hiển thị ra tên Trung Khuê. Quả nhiên là lão hồ ly này. Từ lúc bắt đầu anh đã hoài nghi là ông ta làm rồi. Chắc là cậu cũng biết mục đích tôi gọi điện cho cậu có đúng không? Thật thật không sao chứ? Cứ yên tâm, cô ấy chỉ là bị thương một chút thôi. Tôi đã tìm bác sĩ giỏi nhất giúp cô ấy chữa lành. Sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Ông nói đi, ông muốn thế nào đây? Tôi vốn cũng không tính toán ra tay với cậu bây giờ. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng để cho cậu vui vẻ với cô gái mình yêu thương và con trai bảo bối hạnh phúc trong một thời gian. Nhưng mà gần đây, tôi lại lấy được thông tin dường như là cậu đem toàn bộ tài sản Mặc ra chuyển đến công ty kinh trong tập đoàn. Cậu lại muốn thừa dịp tất cả mọi người không biết độc chiếm những thứ lão thần chúng ta tân tân khổ khổ kiếm được. Cậu muốn mang tất cả tài sản qua cuộc sống của một người bình thường. Cậu muốn thoát khỏi hắc đạo, làm cho tôi ngoài ý muốn. Thì ra 7 năm trước cậu đã bắt đầu chủ mưu chuyện này. Mục đích của cậu là muốn phá hủy cả hắc đạo. Đáng tiếc, âm mưu của cậu phải dừng lại thôi. Tại sao hắn ta lại có thể biết những chuyện này cơ chứ? Đáng chết. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là Mạc Tử Hàn có thể thoát khỏi hắc đạo, thoát khỏi cái danh phận của bây giờ, cũng đem nguồn lực Mạc ra toàn bộ lấy hết. Nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng lại bị lão già Trung Khuê này phát hiện ra. Cậu cũng nên biết tôi muốn cái gì chứ. Cậu đã hao hết ý định như vậy, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cậu không cần đem tài sản Mạc ra chuyển đi đâu hết, chỉ cần đem một nửa cổ phần tập đoàn kinh cho tôi là được rồi. Để cho tôi, nguyên lão Tam Triều, cả đời vì hắc đạo dốc sức, vì hắc đạo cống hiến một lần nữa, để công ty tươi đẹp 7 năm xây dựng của cậu dẫn vào thế giới hắc đạo. 7 năm trong nhà giam anh đã lên kế hoạch, nhẫn nại, vậy mà đến bây giờ thì... Được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ đem một nửa cổ phần tập đoàn kinh cho ông. Ông có thể đem cô ấy trả lại cho tôi rồi chứ? Bây giờ thì chưa được. Trước tiên cậu cứ đem một nửa số cổ phần rời đến cho tôi đã. Hơn nữa phải chờ 3 ngày sau tôi mới có thể thả cô ta. Tại sao lại là 3 ngày? Tôi muốn ngay bây giờ gặp cô ấy. Cậu lại còn cùng tôi cò kè sao? Cậu chỉ có thể nghe lời tôi, trừ khi cậu không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Lão già đáng chết. Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay lấy mạng ông. Tôi cũng chờ đến ngày cậu lấy mạng tôi. Dù sao thì tôi cũng đã sống lâu rồi. Chẳng qua là tôi nghĩ cậu đã từng máu lạnh vô tình như vậy, ngay cả phụ thân cũng có thể tự tay lấy mạng, thế mà lại quan tâm cô ấy quá nhỉ. Ông câm miệng, không cho phép ông nhắc đến ba tôi. Bằng không thì ngay bây giờ tôi sẽ lấy mạng ông. Thôi được rồi, coi như là tôi chưa nói gì. Vậy chúng ta giao dịch xong xuôi, 3 ngày sau tôi sẽ đem Tử Thất Thất bình an vô sự về Mặc ra. Trong 3 ngày này cậu có thể tìm, mà điều kiện tiên quyết là cậu có tìm được hay không thôi. Ông ta nói xong thì cười phơ lớ và tắt điện thoại. Lão hồ ly chết tiệt, Mạc Tử Hàn sẽ không bỏ qua. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão ta. Tại khách sạn Hoàng gia, Bạch Hiền đang làm việc thì nhận điện thoại của ba mình. Ông gọi cho tôi có chuyện gì đây? Tử Thất Thất bây giờ đang ở trong tay của ta, mà ta thì muốn làm giao dịch với con. Bạch Vân Sơn đắc ý nói, trong thanh âm tràn đầy ý vị vui vẻ. Ông đã bắt Tử Thất Thất sao? Đúng vậy. Ông muốn lợi dụng cô ấy uy hiếp tôi sao? Không sai. Tại sao chứ? Tại sao ông lại không thể nào dừng việc ép buộc tôi? Tại sao ông nhất định phải đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi thật sự có là con trai của ông không? Tại sao ông có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Bách gia quan trọng như vậy sao? So với tôi, con trai duy nhất còn quan trọng hơn sao? Ta chính là muốn tốt cho con mới đối xử với con như vậy. Con không thể nào tưởng tượng ta vì sao lại quan tâm Bách gia đâu. Tương lai ta mất mạng
Bách ra tất cả đều là của con mà. Ta muốn cho con một con đường thông thoáng để cho con hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Nhưng tôi không cần tiền bạc gì hết. Tôi chỉ cần yên yên lặng lặng, sống yên ổn qua ngày. Tôi chỉ cần tự do thôi. Ta không hiểu rốt cuộc cuộc sống bây giờ đối với con có gì không tốt. Ta lại càng không hiểu tự do trong miệng con rốt cuộc đó là cái gì. Con muốn ăn cái gì, ba cũng chiều theo. Muốn mặc cái gì, ba cũng tùy con. Muốn đi đâu, làm gì cũng tùy. Ba không can thiệp vào cuộc sống của con. Ba chỉ muốn con cưới một người vợ hiền lương thục đức, sớm một chút sinh đời sau cho Bách gia. Như vậy là quá đáng lắm sao? Đối với một người làm cha, một người là gia chủ của Bách gia, ta làm như vậy là sai sao? Con cầu xin ba, hãy bỏ qua cho con đi. Con cái gì cũng không muốn. Tiền bạc, địa vị, quyền lợi, những thứ này tất cả con đều không muốn. Con chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại. Bỏ qua cho con đi, có được không? Được, ba đồng ý với con. Chỉ cần con đồng ý một chuyện. Con vì Bách gia sinh một đứa con trai, ba sẽ đồng ý. Không bao giờ trông nom can thiệp bất kỳ việc gì. Con muốn làm gì thì làm. Ba tuyệt đối không nhúng tay một chút nào. Nhưng tôi không đồng ý. Không phải là con nói rằng sẽ đồng ý sao? Con không sợ ba đối với Tử Thất Thất làm những gì à? Ông không dám động vào cô ấy đâu. Cô ấy là người phụ nữ của Mạc Tử Hàn. Nếu ông dám động vào cô ấy thì Mạc Tử Hàn nhất định sẽ liều mạng với ông. Mà tôi nói cho ông biết, ông căn bản là không dám cầm Bách gia đối kháng với Hắc Đạo. Bởi vì ông không thể nào chơi được, ông sợ thua. Con nói không sai, ta không dám cầm Bách gia để cùng hắn ta đối đầu. Nhưng con đừng quên, đối với Mạc Tử Hàn mà nói, Tử Thất Thất rất quan trọng. Nếu như ta lấy Tử Thất Thất uy hiếp, con cảm thấy hắn ta sẽ thế nào? Con vậy mà lại cho rằng ta không chơi nổi sao? Ta không nổi hay là hắn không nổi đây? Là ta sợ thua hay hắn ta sợ thua đây? Tóm lại là ta chỉ cho con một ngày cân nhắc. Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người đi đón con. Cứ như vậy đi, thận trọng suy nghĩ cho kỹ càng, ngày mai gặp lại. Bạch Vân Sơn nói xong thì tắt máy. Vốn tưởng rằng chuyện lần trước sẽ làm cho ông ta thu tay, ít nhất thì cũng qua một thời gian nữa mới đề cập đến chuyện sinh con lấy vợ. Nhưng mà không nghĩ tới lại phản tác dụng, lại càng để cho ông ta nóng nảy bức Bách Hiên phải nối dõi tông đường. Hơn nữa lần này lại còn cả gan bắt Tử Thất Thất. Bách Hiên phải làm thế nào đây? Không bao lâu sau đó thì có tiếng chuông điện thoại của Bách Hiên lại vang lên. Anh Hiên? Là cô sao? Cô có chuyện gì tìm tôi ư? Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Là Hạ Thủy Nhung. Cô muốn nói với tôi chuyện gì đây? Hạ Thủy Nhung nghe được giọng của Bách Hiên, nụ cười trên mặt có chút khổ sở nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh. Thật ra bác Bách vừa gọi cho em. Bác ấy nói rằng bác ấy đã bắt được Tử Thất Thất, còn nói sẽ dùng Tử Thất Thất để mà uy hiếp anh. Chuyện này tôi biết rồi. Vừa cách đây mấy phút ông ta có gọi cho tôi rồi. Cô còn muốn nói gì nữa không? Thật ra thì bác Bách gọi cho em là muốn em hợp tác một lần nữa, giống như lần trước. Hy vọng rằng em có thể mang thai con của anh. Và em cũng đồng ý với bác ấy rồi. Sau đó thì sao? Cô gọi cho tôi là muốn nói gì với tôi? Muốn nói với tôi rằng đối tượng ngày mai lên giường với tôi là cô à? Không phải đâu. Ý của em không phải như vậy đâu. Vậy là cái gì đây? Cô gọi cho tôi muốn nói gì? Em chỉ là muốn nói cho anh biết em sẽ giúp anh cứu Tử Thất Thất. Cô muốn giúp tôi cứu cô ấy sao? Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Bởi vì em đã nghĩ thông suốt rồi. Em không muốn làm tổn thương anh nữa. Em biết em đã từng làm những chuyện sai lầm, nhưng em đã nghĩ xong xuôi cả rồi. Em hiểu ra cả rồi. Thích một người không nhất định là phải có được, chỉ cần anh vui vẻ. Vậy thì em cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh cũng được. Đây mới thực sự là yêu. Hơn nữa em làm như vậy còn là vì một nguyên nhân khác. Đó chính là em muốn chuộc tội.
Những điều em đã làm với anh trước kia, em hy vọng rằng anh có thể tha thứ cho em. Cô nói thật chứ? Cô thật sự muốn giúp tôi sao? Anh Hiên, lần này em xin anh nhất định phải tin em. Em thật lòng muốn giúp anh, em thật lòng muốn hối cải. Nhưng em cũng có chút tư tâm. Nếu như cứu được Tử Thất Thất, em hy vọng anh có thể làm bạn với em, cho dù chỉ là một lần thôi, có được không? Chúng ta có thể quên hết mọi chuyện 13 năm trước, quên tất cả những chuyện xảy ra gần đây, coi như hai người hoàn toàn không quen biết nhau, bắt đầu làm bạn của nhau, có được không? Trong điện thoại, Bạch Hiên trầm mặc rất lâu, sau đó thì mới từ từ dùng giọng nói ôn nhu nói một chữ. Được rồi. Trái tim của Hạ Thủy Nhung bỗng dưng nhảy nhót, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt đã nở ra nụ cười vui vẻ. Tốt quá rồi, vậy là Hạ Thủy Nhung có thể gặp Bách Hiên như những người bạn bè, có thể tán phét trò chuyện với nhau rồi. Tốt quá, vẫn có thể ở bên cạnh Bách Hiên như một người bạn, yên lặng bảo vệ cho anh rồi. Cảm ơn anh Hiên. Em cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi, là tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Hơn nữa, thái độ vừa rồi của tôi xin lỗi. Tôi nên tỉnh táo nói chuyện với cô mới đúng. Anh Hiên, anh đừng xin lỗi. Nếu như em là anh thì em nhất định cũng tức giận hơn anh. Mà bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Bác Bách bảo rằng chiều nay sẽ dẫn em đi gặp Tử Thất Thất. Đến lúc đó em sẽ mở định vị trong điện thoại, anh trực tiếp dùng di động tìm ra em là được rồi. Em sẽ cẩn thận không để bọn họ phát hiện ra. Sau khi em đi, em sẽ gọi cho anh. Đến lúc đó anh đến cứu cô ấy. Cô làm như vậy có nguy hiểm gì không? Em không sao đâu. Bác Bách rất quý em. Cho dù có bị phát hiện ra thì bác ấy cũng không làm gì em đâu. Anh tin em đi. Tin em một lần thôi. Em nhất định sẽ không khiến cho anh thất vọng đâu. Thôi được rồi, chuyện này nhờ cả vào cô. Cô làm phải cẩn thận đấy. Nếu có nguy hiểm thì lập tức rút lui. Tôi sẽ nghĩ cách. Vậy thì gặp lại sau nha. Em tắt máy đây. Tắt điện thoại, nước mắt của Hạ Thủy Nhung lại càng mãnh liệt. Vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Mặc dù mất đi cơ hội gần gũi anh, nhưng mà đổi lại là một niềm hạnh phúc to lớn. Còn có cả câu quan tâm bản nãy nữa. Mà bây giờ nước từ trong mắt của Hạ Thủy Nhung chảy ra là nước mắt hạnh phúc, vui vẻ. Vốn tưởng rằng sẽ bị Bách Hiên căm hận cả đời, vốn tưởng rằng cô không còn tư cách để xuất hiện trước mặt Bách Hiên nữa, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có tư cách nói. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Chuộc tội lần này, cô ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa gạt anh Hiên, người mà cô thích nhất, lại càng không làm những chuyện khiến cho anh Hiên đau khổ. Chỉ cần anh Hiên có thể vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần anh Hiên lấy lại nụ cười ôn nhu đã từng có mà thôi. Buổi chiều, Bạch Vân Sơn dẫn Hạ Thủy Nhung đến tập đoàn Kinh. Cô đi theo Bạch Vân Sơn từ cửa hông đến cầu thang. Phía trên im ắng, không có một bóng người nào, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Mà Bạch Vân Sơn đi không nhanh không chậm, tiếp tục đi về phía trước. Khi mà đến cầu thang trên tầng 7, ông ta dừng lại. Hạ Thủy Nhung cũng dừng lại ở đằng sau, nhìn về đằng trước. Hơi thở có chút dồn dập. Là tầng này sao? Tử Thất Thất bị bọn họ bắt nhốt ở tầng này sao? Bạch Vân Sơn mở cánh cửa trước mặt ra, sau đó bước vào bên trong. Thủy Nhung đi theo đằng sau, cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi này có nhân viên ra vào rất ít, hơn nữa phòng làm việc để không nhiều vô số. Nhìn qua có lẽ một ngành nào đó vẫn đang trong giai đoạn cải tổ. Hơn nữa, đường bọn họ đi giống như là đã được lựa chọn khéo léo, cơ hồ không đụng vào bất kỳ người nào. Cả đoạn đường vô cùng thuận lợi, cuối cùng đi đến một cánh cửa bằng gỗ lim. Cô ta ở đằng sau cánh cửa này. Bước vào bên trong, Hạ Thủy Nhung nhìn căn phòng trống rỗng. Trong phòng không có gì cả, cũng chỉ có một cái giường. Ở trên giường, Tử Thất Thất yên tĩnh nằm trên đó, mắt nhắm chặt, cổ cuốn băng gạc còn thấm một chút màu đỏ, cả khuôn mặt không cảm xúc, ngủ giống như là một công chúa ngủ trong rừng vẫn xinh đẹp như vậy, làm cho người ta nhìn thấy đều phải ghen tị. Cô ta bị làm sao vậy ạ? Không sao, chẳng qua là hôn mê thôi. Nhưng mà cổ cô ấy
Đó là do cô ta có ý định tự vẫn. Người phụ nữ này đúng là rất cương quyết, thà rằng mất mạng cũng không muốn bị bắt đi. Hạ Thủy Nhung mở to đôi mắt, không nghĩ tới rằng một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh lại làm ra chuyện to gan như vậy. Nhưng mà cô ta hôn mê bất tỉnh thế này, cháu làm sao có thể nói chuyện với cô ta? Có cách nào để cho cô ta tỉnh lại không? Bác đã dẫn cháu đến gặp cô ta rồi, cháu có thể nói gì cũng được, cô ta chỉ là không trả lời mà thôi. Có gì thì nói nhanh lên, chúng ta không thể nào ở đây quá lâu, sẽ làm cho người ta chú ý. Hạ Thủy Nhung cau mày trầm mặc nhìn cô gái đang hôn mê, giả vờ không để lộ ra sơ hở. Bây giờ anh Hiên nhất định là đang đi tìm theo địa chỉ, hơn nữa nơi đây không có ai trông chừng, rất dễ dàng có thể xông vào. Mặc dù cô là người phụ nữ mà anh Hiên yêu thích nhất, nhưng tôi sẽ lập tức thay thế vị trí của cô trong lòng anh ấy. Mặc dù cô không có tranh giành anh Hiên với tôi, nhưng trong lòng tôi thật sự là hận không thể nào lấy mạng cô, để cô biến mất khỏi thế giới này, để cô biến mất trong lòng anh Hiên. Đừng tưởng rằng anh Hiên thích cô, tôi sẽ thất bại dưới tay cô. Cô có một khác biệt duy nhất với tôi, đó chính là thời gian của bên anh ấy. Nếu cho tôi 7 năm, tôi cũng làm cho anh ấy một lòng một dạ thích tôi, làm cho người ta tức giận. Tại sao lúc nào cô cũng ở giữa quấy rối tôi và anh Hiên chứ? Tại sao cứ thích kẹp ở giữa để phá chúng tôi? Tại sao trên thế giới này lại có sự tồn tại của cô? Tại sao cô không sớm mất mạng luôn đi? Cô ta phẫn hận, vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng chạm vào băng gạc, sau đó từ từ nhéo một cái. Thủy Nhung! Bạch Vân Sơn lớn tiếng gọi cô ta. Thủy Nhung hoàn hồn, tay phải dừng trên cổ của Tử Thất Thất, trái tim nhảy lên. Không biết là mình diễn như vậy có tốt không? Có lừa được ông ta không đây? Hy vọng ông ta không nghi ngờ. Bạch Vân Sơn cũng không phải là nghi ngờ, chỉ là cẩn thận một chút mà thôi. Nhất định chuyện lần này phải thành công mỹ mãn. À, cháu xin lỗi. Vừa rồi là do cháu quá kích động cho nên mới... Không sao, bác rất hiểu tâm tình của cháu. Nhưng bây giờ chúng ta không thể nào làm cho cô ta hao tổn gì được. À, dạ vâng. Những gì cháu muốn nói chỉ có như vậy thôi sao? Tử Thất Thất, người đàn ông hoàn mỹ giống như anh Hiên cô không chọn, lại chọn một tên ác ma xã hội đen. Cô đúng là có mắt không tròng. Một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận. Nói xong thì Thủy Nhung quay người rời đi. Bạch Vân Sơn nhìn bóng lưng của Thủy Nhung mà cau mày. Vốn cảm thấy cô ta hôm nay có chút kỳ quái, nhưng mà lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Hai người rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng đóng kín và khóa lại. Lúc này đây Tử Thất Thất ngón tay khẽ cử động, lông mi cũng lay động, thuộc mê bắt đầu từ từ giảm bớt. Cửa hông của tập đoàn Kinh, Bạch Vân Sơn, Hạ Thủy Nhung từ bên trong đi ra, tài xế vẫn chờ, lập tức mở cửa sau. Ông ta đi vào, Hạ Thủy Nhung ngồi lên theo. Mặc dù cô ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không tự chủ mà lo cho Bách Hiên, trong lòng âm thầm ngục cầu nguyện, hy vọng rằng anh có thể thuận lợi. Chiếc xe BMW màu bạc nghênh ngang rời đi, biến mất ở ngã rẽ. Bạch Hiền lúc này từ trong góc đi ra, nhìn ngã rẽ trống không, nhăn mày nắm chặt điện thoại của Hạ Thủy Nhung trong tay. Anh ta bỏ điện thoại của Hạ Thủy Nhung vào trong túi áo, sau đó lấy điện thoại của mình bấm dãy số gọi cho một người. Mặc Tử Hàn, anh nghe tôi nói đây, tôi đã tìm được Tử Thất Thất rồi. Anh nói cái gì cơ? Sao anh biết Thất Thất bị bắt đi chứ? Là ba tôi cho người bắt cô ấy đi. Ông ta muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi. Ba anh sao? Anh cũng bị uy hiếp sao? Lẽ nào anh cũng bị uy hiếp ư, Mặc Tử Hàn? Đúng vậy, lão già Trung Khuê muốn dùng cô ấy uy hiếp tôi, muốn tôi giao ra nửa số cổ phần của tập đoàn Kinh. Vậy anh đồng ý rồi sao? Đúng vậy. Không phải là anh đã chuyển cổ phần cho ông ta rồi chứ? Làm xong rồi. Anh... Bạch Hiền nhíu mày, nhưng mà cũng chỉ có thể thở dài, không nghĩ đến rằng trong lòng người đàn ông này Tử Thất Thất lại quan trọng như vậy. Không một chút nào do dự, lập tức đem công ty của mình chia cho người ta một nửa. Vừa rồi anh nói đã tìm thấy Tử Thất Thất rồi, vậy cô ấy ở đâu?
Ở trong công ty của anh đấy. Tập đoàn Kinh sao? Lão hồ ly kia giấu người ngay dưới mắt tôi sao? Đáng chết. Đừng tức giận, đây đúng là một chiêu rất cao minh. Cho dù là ai cũng không nghĩ Tử Thất Thất lại đang ở bên cạnh anh. Tôi muốn hỏi anh, trong công ty anh đâu là nơi giấu người tốt nhất? Lầu 7. Lầu 7 sao? Đúng vậy, có rất nhiều phòng bỏ trống. Hơn nữa lầu 7 lại ít người nhất. Còn đang suy nghĩ xem xây dựng ngành nghề gì, thế nên vẫn bỏ không, chưa xử lý. Tôi hiểu rồi. Vừa tắt điện thoại, Bạch Hiền đẩy cửa thang ra. Sau khi bước vào, lại chạm mặt một người đàn ông đang nở ra nụ cười xấu xa, là Vũ Trì Húc. Xin chào Bách đại thiếu gia. Mà ở trên chiếc xe BMW đang di chuyển thì Bách Vân Sơn lại nói rằng quên một thứ gì đó tại tập đoàn Kinh và bắt tài xế quay đầu xe. Tử Thất Thất nằm trong phòng không có ai. Khi mà Bách Vân Sơn, Hạ Thủy Nhung rời đi, ý thức của cô chậm chậm khôi phục. Thể chất đặc thù cho nên thuốc tê cũng nhanh chóng giảm bớt. Vốn dĩ lượng thuốc tê là 12 tiếng, nhưng mà trên cơ thể cô chỉ có thể duy trì 6 tiếng. Cô mở mắt ra, đã cảm giác đầu mình rất đau, cổ đau, cả cơ thể vô lực, toàn thân cảm giác nặng ngàn cân, thập phần khó chịu. Cô còn sống sao? Cô đã tự tay ghim dao vào cổ của mình cơ mà. Tại sao cô còn sống chứ? Mà đây là đâu? Mặc Tử Hàn. Cô gọi tên anh, rồi nhìn khắp căn phòng trống không, cuối cùng cũng dừng mắt ở vách tường trên cửa sổ. Cô vô lực chống tay trên tường, sau đó thì chậm rãi di chuyển cơ thể bước xuống giường. Cơ thể lung lay, từng bước khó khăn đến bên cửa sổ. Hai tay chống ở thành giường, đỡ cơ thể, không có khí lực. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt đã khiếp sợ. Cảnh tượng này, kiến trúc này, đây là tập đoàn Kinh sao? Tại sao cô lại đang ở trong công ty của Mạc Tử Hàn thế này? Người đàn ông tên là Vũ Trì Húc kia mang cô đến đây sao? Hay là lão hồ ly Trung Khuê mang cô đến đây? Bất kỳ là ai, nếu đây thật sự là tập đoàn Kinh, nói không chừng cô có thể bỏ chạy. Cô khẽ nở ra nụ cười, dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Cô vội vàng dùng toàn bộ sức lực của mình xoay người, muốn đến cửa phòng. Thế nhưng đúng lúc này, có tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa truyền vào. Cô mở to hai mắt, nhìn cửa phòng đóng chặt. Cạch một tiếng, cửa phòng đã mở ra. Cô khiếp sợ nhìn người đi tới, hai mắt trợn tròn lên, đến câm nín. Cô giật mình mở miệng. Là ông sao? Bạch Vân Sơn một bước từ bên ngoài đi vào, xoay tay lại, đóng cửa phòng. Hai mắt lạnh lùng nhìn Tử Thất Thất đang đứng ở cửa sổ, chân mày nhíu lại. Cô ta tỉnh rồi sao? Rõ ràng thuốc mê mới có 6 tiếng thôi mà, sao có thể tỉnh dậy cơ chứ? Rõ ràng thuốc mê tôi tiêm cho cô là loại 12 tiếng. Tại sao bây giờ cô đã đứng trước mặt tôi, còn có thể nói chuyện với tôi chứ? Tôi còn có một câu hỏi khác muốn hỏi ông đây. Tại sao ông lại ở đây? Không phải Trung Khuê sai người đến bắt tôi sao? Là tôi nhờ Trung Khuê đấy. Tại sao chứ? Chỉ cần tôi bắt được cô là tôi có thể uy hiếp Hiên Nhi. Chỉ cần nắm cô trong tay tôi, tôi có thể chi phối, bắt nó phải làm bất kỳ chuyện gì mà tôi muốn. Ông... Sao ông có thể đối xử con trai của mình như vậy? Sao có thể đem con của mình ra làm món đồ chơi, thao túng trong lòng bàn tay? Cô cũng nói nó là con trai của tôi, vậy thì nó phải nghe lời tôi là đúng rồi. Đúng sao? Không, ông sai rồi. Ông hoàn toàn sai rồi. Sai ư? Có lẽ cô nói cũng đúng. Tôi đã sai. Từ khi mà Hiên Nhi ra đời, tôi đã rất rõ ràng toàn bộ mọi việc tôi làm đều sai. Vừa lúc bắt đầu, tôi đã đem Hiên Nhi giáo dục thành một đứa con trai vô cùng dịu dàng. Tôi nói cái gì nó cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bất luận tôi muốn gì, nó cũng sẽ hoàn thành hoàn hảo. Trong lòng nó, tôi chính là thần tượng. Tôi ra lệnh, nó tuyệt đối không cãi lời. Nhưng 7 năm trước, từ sau khi mà cô xuất hiện, nó đã thay đổi, bắt đầu biết cãi tôi, biết cùng tôi đối nghịch, càng ngày càng không nghe lời. Tất cả những chuyện này là vì cô. Tôi sai, bởi vì đã để cho nó gặp cô. Tại sao cô lại xuất hiện trước mặt nó chứ? Tại sao cô lại đem đứa con trai tôi vất vả bồi dưỡng, đứa con trai khéo léo dịu dàng,
thay đổi thành một đứa không nghe lời. Người phụ nữ độc ác muốn phá hoại gia đình hoàn mỹ của tôi. Tại sao muốn xông vào phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi? Tại sao lại đem nó biến thành bộ dạng như bây giờ chứ? Bạch Vân Sơn tức giận không ngừng chất vấn, tiến đến gần Tửa Thất Thất. Cô khiếp sợ kinh hãi. Cô nhanh chóng đem cửa sổ sau lưng mở ra, sử dụng lực mà nắm khung cửa sổ. Ông không được đến gần, nếu không thì tôi sẽ nhảy xuống. Nhảy ư? Nếu như cô thực sự muốn mất mạng như vậy thì tôi sẽ tiễn cô một đoạn. Trong nháy mắt cô hít thở không thông, vết thương ở cổ tự dưng bị động vào, thứ chất lỏng màu đỏ thấm ướt cả băng gạc trắng như tuyết từ từ chảy xuống tay của Bách Vân Sơn đang bóp vào. Bách Hiên lúc này trong lòng như lửa đốt, lần lượt tìm kiếm phòng làm việc bỏ trống, nhưng mà thời điểm mỗi lần mở cửa ra trống rỗng không có gì càng làm cho anh phiền não hơn. Từ lúc vừa bắt đầu ở cửa cầu thang lầu 7 liền đụng vào một người đàn ông, đến bây giờ vẫn đi theo đằng sau anh giám sát thật chặt, giống như là một cái đuôi. Một cánh cửa mạnh mẽ mở ra, bên trong trống không như cũ. Đáng chết, rốt cuộc là cô đang ở đâu chứ? Bạch Hiền quay đầu nhìn chằm chằm Vũ Trì Húc. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao biết tôi? Tại sao lại đi theo tôi? Tôi là Vũ Trì Húc, là một tên sát thủ vô cùng ưu tú. Còn cậu là thiếu gia tập đoàn Bách Thị. Tôi nghĩ rằng sẽ không có bao nhiêu người là không biết cậu đâu. Về phần tôi vì sao lại đi theo cậu, là bởi vì tôi cũng giống cậu, đang cần tìm một món đồ. Cậu là người mà Trung Khuê phái tới sao? Cậu phát hiện ra chậm thật đấy. Đáng lẽ từ lần đầu tiên tôi bắt đầu nói chuyện với cậu, cậu phải nhận ra điều này chứ. Nếu là người của Trung Khuê thì cậu nhất định phải biết Tử Thất Thất đang ở đâu. Nói đi, cô ấy đang ở đâu? Chuyện này tôi thật sự không biết, bởi vì nhiệm vụ của tôi là đem cô ấy bắt đi, cũng không phải là người trực tiếp giấu đi. Hơn nữa, Trung Khuê hình như là cố tình không muốn nói cho tôi biết giấu ở đâu. Cậu không cần phải lo lắng, nếu tôi có thể tìm ra nơi này rồi thì cũng sẽ đoán được bị giam ở đâu. Nhưng nếu cậu muốn biết tin tức từ tôi thì phải trả lời tôi mấy vấn đề trước đã. Nói đi. Tại sao cậu lại lo lắng cho Tử Thất Thất như vậy chứ? Bởi vì tôi thích cô ấy. Thích sao? Thích bao nhiêu? Nhiều đến mức mà cậu không thể nào tưởng tượng được đâu. Vậy cậu có thể hy sinh tính mạng của mình vì cô ấy sao? Tất nhiên rồi. Đúng là si tình thật đấy. Thật không ngờ một người đàn ông tốt như vậy trên thế giới vẫn còn chưa tuyệt chủng. Nếu tôi là phụ nữ, nhất định sẽ đồng ý gả cho cậu đấy, Bách Hiên. Thôi được rồi, từ chỗ này đi thẳng, quẹo phải, rồi lại quẹo phải. Cô ấy đang ở trong phòng thứ ba. Vũ Trí Húc đột nhiên nói, ngón trỏ chỉ về phía hành lang ở bên phải. Bạch Hiền cau mày, hung hăng nhìn hắn ta chằm chằm. Cũng không biết là nói thật hay là nói dối. Cũng không thể nào xác định hắn ta có đang chuẩn bị một cái bẫy để mà chờ Bạch Hiên xông vào hay không. Nhưng bây giờ làm gì có thời gian để mà do dự. Cứ cho là một cái bẫy đi thì cũng chẳng có gì phải sợ. Bạch Hiền quay người, bước chân nhanh chóng chạy tới hướng mà Vũ Trí Húc vừa nói. Vũ Trí Húc nhìn bóng lưng của Bạch Hiên rồi đi, im lặng xoay người, đi về phía cầu thang từ lầu 7 đi xuống, chậm rãi đi đến tầng cuối cùng. Lúc mà từ cửa đi ra, kinh ngạc nhìn thấy xe của Bách Vân Sơn. Đáng chết, tại sao hắn ta lại quay trở lại chứ? Trở về hiện tại, Tử Thất Thất bị Bách Vân Sơn dùng sức bóp cổ, cả cơ thể không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ, hai chân dán chặt mặt đất cũng đang chậm chậm nâng lên, cả người lơ lửng ở trên không, nằm trên bệ cửa sổ. Cô đúng là đáng chết, cô mau chết đi. Bạch Vân Sơn độc ác nói, tay thì càng thêm dùng sức, đem hơn nửa người của cô đẩy ra ngoài cửa sổ, giống như là muốn lấy mạng cô đến nơi rồi. Đúng lúc này có tiếng mở cửa vang lên, cửa phòng thô bạo bị mở ra. Bạch Hiền đứng trước cửa phòng, khiếp sợ nhìn hình ảnh trong phòng. Tại sao Bạch Vân Sơn lại ở đây chứ? Không phải là ông ta đã về rồi sao? Không lẽ trong khoảng thời gian ngắn ông ta đã quay trở lại ư? Buông cô ấy ra. Bạch Vân Sơn quay đầu lại nhìn Bách Hiên đầy kinh hoàng. Quả nhiên Hạ Thủy Nhung đã bán đứng Bách Vân Sơn rồi. Người phụ nữ kia
lại dám phá hỏng kế hoạch của lão sao? Đáng chết. Muốn ta buông cô ấy ra cũng được, chỉ cần con thề, thề rằng từ nay về sau sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của ta. Bất kể ta muốn con làm cái gì thì con cũng không được phép cự tuyệt, chỉ có thể phục tùng. Mau đồng ý đi, nếu không thì ta sẽ thả tay ra. Ta nghĩ rằng con cũng đã biết rất rõ, tuổi của ta lớn rồi, không có nhiều hơi sức. Không được, không được đồng ý. Tụ Thất Thất khàn khàn mở miệng, dùng hơi sức còn lại của mình để ngăn cản Bạch Hiên. Câm miệng cho tôi. Bạch Vân Sơn giống giận với Tử Thất Thất. Sao? Trả lời đi chứ, con trai. Được, con đồng ý với cha. Bạch Vân Sơn khóe miệng gợi lên nụ cười mãn nguyện. Mau buông cô ấy ra. Con đã đồng ý rồi, mau chóng buông cô ấy ra. Được. Bạch Vân Sơn đem cơ thể của Tử Thất Thất từ từ kéo vào trong phòng. Bạch Hiền khẩn trương chạy đến bên cạnh. Thế nhưng mà thời điểm anh vừa chạy đến cửa sổ thì nghe một tiếng súng vang lên. Cánh tay của Bạch Vân Sơn trong nháy mắt đã tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ. Cả cánh tay đau đớn kịch liệt, hơi sức đã biến mất. Cánh tay đang nắm Tử Thất Thất đột nhiên buông ra. Đồng thời cơ thể của Tử Thất Thất đang nằm ngoài cửa sổ lập tức rơi xuống, kéo theo đôi chân đang ở trên bệ cửa sổ, trọn vẹn cả cơ thể cùng nhau kéo ra ngoài. Bạch Vân Sơn kêu lên thật to, giữ vết thương trên cánh tay. Bạch Hiền thì gọi to Tử Thất Thất, rồi bắt lấy tay của cô. Cả cơ thể cô có phản xạ, dùng sức đưa tay của mình ra, muốn nắm tay Bạch Hiền. Trong giây phút nguy hiểm đó, Bạch Hiền nắm được tay của Tử Thất Thất, nhưng có điều chỉ là bắt được ngón tay, toàn bộ tay chưa nắm chặt. Nắm lấy tay của anh, dùng cánh tay khác của em nắm lấy tay của anh, không được phép buông ra. Cơ bản là cơ thể cô đã không còn hơi sức từ lâu rồi. Cô liều mạng nâng một cánh tay khác của mình lên, cũng không còn sức lực bắt tay của Bạch Hiền, một lần nữa rơi xuống bên cạnh. Bạch Hiền thấy vết thương trên cánh tay của Bạch Vân Sơn, hai mắt tự dưng nâng lên, nhìn đến tòa nhà đối diện. Mặc dù Bạch Hiền không thấy được ai là người nổ súng, nhưng mà anh lại cảm thấy người kia có thể vẫn còn đang ngắm đến bên này, mà mục tiêu tiếp theo đó chính là Tử Thất Thất. Bạch Hiền không thể nào để cho cô mất mạng được, tình huống này phải dùng cách nào để cứu cô đây? Bắt lấy anh, Tử Thất Thất. Hơi sức cuối cùng của cô trong nháy mắt đều giống như bị rút ra. Cả cơ thể giống như là vô cùng đau đớn, mà cô cũng biết rõ ràng ở tòa nhà đối diện có người đang muốn lấy mạng của mình. Bạch Hiền, em xin lỗi, em lại nợ anh nữa rồi. Em nói cái gì chứ? Hiện tại em còn muốn xin lỗi sao? Em nhanh một chút bắt lấy tay anh đi. Anh sẽ không để cho em rơi xuống đâu, sẽ không để cho em mất mạng như vậy đâu. Đột nhiên trong não của Bạch Hiền thoáng qua một ý nghĩ ngu xuẩn, khóe miệng vẽ ra nụ cười rực rỡ. Em sợ chết sao, Tự Thất Thất? Em không sợ. Vậy chúng ta cùng nhau đánh cược một lần đi. Đánh cược là ý gì chứ? Cô không hiểu Bạch Hiên muốn gì, nhưng mà một giây tiếp theo cô không còn thời gian để mà nghi ngờ nữa, hơn nữa không còn kịp để mà hỏi, bởi vì tay của cô đã thoát khỏi tay của Bạch Hiên, cơ thể cô bắt đầu rơi xuống, mà Bạch Hiên đột nhiên từ trong cửa sổ đem toàn bộ cơ thể của mình lao ra ngoài, trong nháy mắt tiếp cận cơ hội, đưa hai tay mình ôm lấy cơ thể của cô. Cơ thể hai người đã ở bên ngoài cửa sổ rơi giữa không trung, cùng nhau từ cửa sổ trên tầng 7 rơi xuống. Hiên Nhi! Bạch Vân Sơn khiếp sợ kêu to, hai mắt trợn tròn, nhìn hai người ôm nhau rơi xuống dưới. Thành âm phá cửa vang lên, là Vũ Trì Húc vội vàng xông vào trong phòng, vừa lúc nhìn thấy Tử Thất Thất và Bạch Hiên cùng nhau từ cửa sổ tầng 7 rơi xuống. Bạch Hiên ôm cô thật chặt, trên mặt tiếp tục nâng lên nụ cười dịu dàng. Còn như thế này là đúng ý nguyện của Bạch Hiên rồi, có thể ở bên cô thật rồi. Bên tai của Tử Thất Thất nghe được tiếng gió và âm thanh gọi tên mình, cùng với câu nói anh yêu em của Bạch Hiên. Trong nháy mắt, cô trợn to hai mắt, nước mắt đã xông ra. Tử Thất Thất, anh yêu em, anh yêu em. Tại cửa chính tập đoàn Kinh, chiếc xe Bentley màu đen chạy với tốc độ nhanh nhất
tự dưng dừng lại. Mặc Tử Hàn vội vã xuống xe, gấp đến nỗi cửa xe cũng không đóng, nhanh chóng hướng cửa chính chạy vào. Có tiếng súng vang lên, hai chân anh dừng lại, xoay người nhìn về phía phát ra tiếng súng. Mà đúng lúc này, từ phía trên rơi xuống hai người, trong nháy mắt đã thoáng qua mắt của Mặc Tử Hàn, chính xác rơi trên chiếc xe anh vừa dừng lại. Nóc xe đã lõm xuống. Đây không phải là sự thật. Anh khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn hai người đang nằm trên xe. Bách Hiên, Tử Thất Thất. Hai tay Bách Hiên ôm chặt Tử Thất Thất, cánh tay chống đỡ cơ thể của cô. Cô nằm trong lồng ngực của Bách Hiên. Hai người sống chết thế nào không rõ. Tại sao chứ? Mặc Tử Hàn giống to. Tử Thất Thất. Trái tim anh giờ phút này đây vô cùng hoảng sợ, giống như là sắp ngừng đập đến nơi rồi. Tại bệnh viện tư nhân Bạch Vân, sau một ngày một đêm, trong phòng bệnh VIP, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Mặc Thiên Tân, Phương Lam, bác sĩ Bạch Trố, Tuyết Lê, 6 người cùng đứng ở xung quanh giường bệnh, trầm mặc nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Tử Thất Thất thì vẫn nằm đó bình tĩnh, giống như là đang ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Bách Hiên. Tử Thất Thất, anh thật sự rất yêu em. Anh biết rõ, người em yêu không phải là anh. Nhưng không sao, không sao cả. Chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Anh sẽ biến mất, không còn xuất hiện bên cạnh em nữa. Vĩnh viễn biến mất. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy cơ thể của Bách Hiên từ từ thay đổi, biến thành trong suốt, sau đó hóa thành những phiến bông tuyết xinh đẹp bay lên không trung. Trên không trung không ngừng rơi xuống những bông tuyết, dung hợp thành một thể. Bách Hiên đã biến mất ngay trước mặt cô. Không, không, đừng biến mất. Tử Thất Thất trong mộng hô to, mà trên thực tế thì cô cũng dùng sức cau chặt chân mày, hai mắt gắt gao đóng chặt, đầu không ngừng lay động, trong miệng nỉ non. Xung quanh giường bệnh, tất cả mọi người nghe được âm thanh của cô khẩn trương nhìn cô, đồng thời nhẹ nhàng nắm tay trái, tay phải của cô. Chỉ có một mình Tuyết Lê là đứng ngơ ngác. Phương Lam lên tiếng gọi. Tử Thất Thất, cậu tỉnh dậy đi. Đừng mà, Bách Hiên, đừng mà. Cô gọi to tên của Bách Hiên, rồi đột nhiên mở hai mắt của mình ra. Nghe thấy như vậy mà trong lòng Mặc Tử Hàn đau đớn. Phương Lam lên tiếng nói trước. Thất Thất, cậu tỉnh rồi. Tốt quá, cậu làm mình sợ muốn chết. Mình chỉ vừa rời đi có mấy ngày, tại sao cậu xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Trái tim mình sắp bị cậu hù dọa mà rơi ra ngoài rồi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi. Phương Lam và Thiên Tân thi nhau nói. Thất Thất từ trên giường ngồi dậy, đưa bàn tay của mình ra, nhìn cơ thể bình yên vô sự, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Trố. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại bình yên vô sự? Rõ ràng em rơi từ trên tầng 7 xuống, không thể nào không có chuyện gì được. Lúc em rơi từ trên tầng 7 xuống, Bạch Hiền đã bắt được hai cánh tay của em, lấy cơ thể mình chống đỡ cho em. Lúc đó hai người vừa vặn rơi trên chiếc xe của Mặc Tử Hàn. Vai và lưng của Bách Hiên rộng lớn rơi trên nóc xe. Chiếc xe bị trọng lực của hai người ép xuống, trong nháy mắt đã lõm xuống, đồng thời giúp giảm sóc cho hai người. Mà hai tay của Bách Hiên vì chống đỡ cho cơ thể của em, có thể nói là giảm sóc lần thứ hai. Cho nên bây giờ em chính là bình yên vô sự. Đây là một kỳ tích, là do đủ loại trùng hợp mà biến thành kỳ tích. Nếu khi đó Mặc Tử Hàn không có đem xe đậu ở đó, nếu như diện tích lưng của Bách Hiên không đủ rộng lớn rơi vào chiếc xe, nếu như cánh tay của hắn ta không vững vàng giữ chặt bảo vệ cho em, chỉ sợ rằng cả hai người đều đã... Vậy Bách Hiên đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy có làm sao không? Tại sao mọi người lại không ai nói gì cả? Bách Hiên rốt cuộc là sao rồi? Phương Lam, cậu nói cho mình nghe đi. Bách Hiên sao rồi? Thiên Tân, con nói cho mẹ nghe đi. Mặc Tử Hàn, mau nói cho em biết đi. Mọi người đều nói đi. Rốt cuộc Bách Hiên thế nào rồi? Chẳng lẽ anh ấy đã mất mạng rồi ư? Hắn ta chưa mất mạng đâu.
Bạch chú trả lời cô. Anh ấy chưa mất mạng ư? Thật sự là không mất mạng chứ? Đúng vậy, hắn ta chưa mất mạng, em cứ yên tâm, hắn ta vẫn còn sống. Vậy anh ấy bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Đã tỉnh dậy chưa? Em có thể đi thăm anh ấy được không? Nói cho em biết đi mà, bạch chú. Bạch chú nghe cô hỏi liên tục nhưng vẫn trầm mặc. Anh không nói thì em tự đi xem. Em muốn dùng chính hai mắt của mình để xem bây giờ anh ấy như thế nào rồi. Cô nói xong thì cử động hai chân muốn xuống giường. Thế nhưng khi hai chân của cô vừa chạm mặt đất, vừa định đứng dậy thì bụng cô đã đau đớn. Cô nhẹ nhàng kêu lên rồi che bụng của mình. Thất Thất, mẹ à. Cả bốn người đồng thanh lên tiếng, khẩn trương đỡ cơ thể của cô. Bạch chú nhìn cô, bắt lấy tay cô, cười nói. Tự Thất Thất, đừng kích động. Thật ra thì còn có một chuyện tôi chưa nói với em và cả mọi người. Chuyện gì chứ? Đây là chuyện tốt. Có điều lúc nãy thấy mọi người đều lo lắng cho em, cho nên tôi vẫn chưa có cơ hội để nói ra. Chuyện tốt gì? Thật ra thì em đã có thai 2 tháng rồi. Chuyện em rơi từ trên cao xuống suýt nữa đã khiến cho thai nhi trong bụng em mất đi. Nhưng may mắn Mạc Từ Hàn đã kịp thời đưa em đến đây. Và cũng may là không đụng vào bụng của em, cho nên có thể bảo vệ được sinh mệnh nhỏ này. Bởi vì em đã bị động thai, hơn nữa còn động thai nghiêm trọng, cho nên bắt đầu từ bây giờ em nhất định phải nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt. Nhất định phải vô cùng chú ý, ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện không may. Ngay cả tâm tình cũng phải kiềm chế, không thể nào quá kích động, cũng không được quá lo lắng. Bây giờ em phải bình tĩnh, ổn định tinh thần của mình, coi như là vì con của em. Hơn nữa, anh đã nói rồi đấy, Bách Hiên không sao, em còn lo lắng cái gì chứ? Anh là bác sĩ, chẳng lẽ em còn không tin tưởng anh sao? Tự Thất Thất nghe cái tên kinh người này thì không tự chủ đem tay đang ôm bụng buông lỏng sức lực. Cô mang thai sao? Cô một lần nữa có con với Mạc Tử Hàn sao? Cô quá đỗi vui mừng nhìn về phía của Mạc Tử Hàn, mà người đàn ông thì cũng sớm vui mừng nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rất kích động mà mỉm cười. Mạc Tử Hàn vội vàng bắt lấy bàn tay lạnh như băng của cô. Tốt quá rồi, Thất Thất, chúng ta lại có thêm một đứa con rồi. Cô vui vẻ nở ra nụ cười, nắm bàn tay ấm áp của anh, sau đó thì cúi đầu nhìn bụng của mình, trong lòng vui mừng nói không ra lời, nhưng mà đồng thời cũng khổ sở khó nói. Mặc dù Bạch chú vừa nói rằng Bạch Hiên không sao, nhưng cơ bản là cô không thể nào tin được. Từ trên tầng 7 rơi xuống vì cứu cô mà là tấm đệm thịt, anh ta có thể không xảy ra chuyện gì ư? Nếu như không có chuyện gì thì vẻ mặt của mọi người cũng sẽ không thế này, phải là vui vẻ mới đúng chứ. Bạch Hiền cuối cùng là có bị làm sao không đây? Phương Lam lập tức vừa cười vừa nói. Chúc mừng cậu nhá, Tự Thất Thất, cậu lại được làm mẹ rồi. Chúc mừng em. Mạc Thâm Dạ đứng bên cạnh cũng phụ họa. Mạc Hiền Tân thì vui vẻ nói. Mẹ ơi, tốt quá rồi, con được làm anh trai rồi. Bạch chú nói xen vào. Thôi được rồi, mọi người đừng vây quanh cô ấy nữa, cứ để cho cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước đi. Còn em đấy, Thất Thất, em không được phép lộn xộn. Ít nhất là trong ngày hôm nay em không thể nào xuống giường đi lại. Chờ khi nào em bé trong bụng ổn định thì anh sẽ đưa em đi thăm Bách Hiên, có được không? Anh ấy thật sự không có chuyện gì chứ? Thật sự là anh ấy còn sống sao? Cũng đã còn sống, có điều bị thương nghiêm trọng hơn so với em, cho nên bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Chờ khi nào cậu ta tỉnh dậy, anh sẽ lập tức thông báo cho em. Em biết rồi, cảm ơn anh. Tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại Mạc Tử Hàn ở bên giường của Tử Thất Thất. Mạc Thâm Dạ là người đi ra sau cùng, tự dưng tức giận mặt sưng lên, giận đùng đùng, sải bước hướng hành lang mà đi. Anh muốn đi đâu chứ? Phương Lam bắt cánh tay của Mạc Thâm Dạ chất vấn. Anh muốn đi tìm Trung Khuê. Em cũng đi. Không được, em không thể nào đi được. Tại sao chứ? Anh không muốn em bị tổn thương, cứ để cho một mình anh gánh vác là được rồi.
hắn ta không dám làm gì anh đâu. Nhưng mà không như nghĩa gì cả, chuyện này cứ giao cho anh đi. Phương Lam lo lắng nhìn Mạc Thâm Dạ, trầm mặc không nói gì nữa. Không bao lâu sau đó, Mạc Thâm Dạ đã đến Trung gia. Tại sao ông lại muốn lấy mạng Tử Thất Thất chứ? Tôi không phải là đã cảnh cáo ông rồi sao? Ông không được phép động đến cô ấy cơ mà. Cậu đang ở đây nói nhảm cái gì thế? Tôi căn bản là không có lấy mạng cô ta. Ông lại còn dám nói ông không làm sao? Không phải chính ông bắt cóc cô ấy à? Nói bắt cóc thì khó nghe quá. Tôi chỉ là mời cô ấy đến đây trò chuyện vài câu thôi mà. Nếu là mời đến thì tại sao lại phải làm cho cô ấy hôn mê rồi đưa tới đây, sau đó tiêm thuốc mê vào cho cô ấy nhốt lại, và còn để cho cô ấy bị thương nữa là sao? Cô ta bị thương hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả. Là chính cô ta dùng dao làm cho mình bị thương. Hơn nữa, cậu chỉ nói rằng tôi không được phép đụng vào một cọng tóc của cô ấy. Tôi cũng làm theo rồi. Tôi cũng không làm cho cô ta tổn thương, chỉ cho cô ta ngủ thiếp đi một chút mà thôi. Còn dám nói không tổn thương? Người lấy mạng cô ấy không phải là người của ông sao? Ông đừng có mà chống chế. Không sai, người đánh lén ở tòa nhà đối diện tập đoàn Kinh là người tôi phái đi. Nhưng mà cậu cũng biết rồi đấy, người tôi muốn đánh lén là Bách Vân Sơn, mà người tôi bắn trúng cũng là Bách Vân Sơn. Tôi cũng vẫn luôn luôn theo lời cậu mà làm, không làm tổn thương đến Tử Thất Thất một phân một hào. Nhưng mà nếu như cô ta là do ngoài ý muốn bị thương hoặc là có mất mạng thật, vậy thì mọi chuyện không liên quan gì đến tôi rồi. Ông... Tôi nhớ tôi đã nói qua với ông rồi, nếu như ông dám động đến cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Vậy cậu định thế nào đây? Cậu muốn lấy mạng tôi chắc? Ông cho rằng tôi không dám sao? Trung Khuê không sợ hãi một chút nào, thậm chí là bước thêm một bước nhỏ đến gần Mạc Thâm Dạ. Chỉ vì một người phụ nữ vừa quen biết mấy ngày mà cậu đã muốn lấy mạng tôi rồi sao? Từ khi cậu vừa sinh ra, tôi đã coi cậu giống như cháu trai của mình. Bất kể cậu làm cái gì, tôi cũng đều đồng ý. Bất kể cậu gây ra tai họa gì, tôi cũng đều thay cậu giải quyết. Chỉ cần là chuyện cậu mở miệng, tôi đều đem tất cả sức lực của mình giúp cậu hoàn thành. Tôi quá cưng chiều cậu, yêu thương cậu. Thế nhưng bây giờ cậu lại vì một người phụ nữ mà cầm súng chĩa vào người tôi sao? Cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi đấy, Mạc Thâm Dạ. 10 năm trước, cậu nhường ngai vị đầu rồng đã để cho tôi thất vọng lần thứ nhất. Còn bây giờ, cậu lại muốn cho tôi thất vọng lần thứ hai sao? Đúng là thiệt thòi cho tôi, nhiều năm đã hết lòng hết sức đối xử tốt với cậu. Coi như là tôi thiệt thòi, nhưng cậu là người thân nhất trên thế giới này của tôi. Cậu đã hận tôi như vậy. Được rồi, cậu nổ súng đi, lấy mạng tôi đi. Bàn tay của Mạc Thâm Dạ có chút run rẩy. Anh nhìn khuôn mặt xanh ngắt ở trước mặt mình, trong lòng có chút dao động. Có lẽ đối với người khác mà nói thì ông ta chính là một lão hồ ly, là một người thóa mạ hắc đạo tam triều nguyên lão. Nhưng mà đối với Mạc Thâm Dạ, ông ấy giống như một người ông, một người ông rất hiền lành. Anh còn nhớ khi còn bé, chính anh đã chơi đùa trong cánh tay của ông ấy. Đối với anh, lúc nào cũng là khuôn mặt tràn đầy nụ cười, rất hiền lành, rất vui vẻ. Anh cảm thấy trong lòng ông ta, anh quan trọng hơn em trai Mạc Tử Hàn, thậm chí là so với cha của mình còn quan trọng hơn. Nhưng mà tại sao lại làm ra loại chuyện để anh không cách nào tha thứ được cơ chứ? Sao thế? Đổ súng đi. Súng trong tay cậu cơ mà. Tốt hơn hết là mất mạng trong tay cậu, còn hơn là mất mạng trong tay của người khác. Đôi lông mày của Mạc Thâm Dạ rối rắm cau lại, nghe âm thanh dịu dàng của Trung Khuê, nhìn khuôn mặt dịu dàng đó mà trong đầu óc nhớ đến tất cả những gì ông ta làm. Anh không thể nào mềm lòng, nhưng mà đồng thời cũng không thể nào vong ân phụ nghĩa. Anh lạnh lùng nâng vẻ mặt của mình lên, sau đó đem cây súng trong tay chuyển rời đến cánh tay của Trung Khuê rồi bóp cò. Một tiếng súng vang lên, cánh tay Trung Khuê chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Ông ta không có bất kỳ thay đổi nào, đứng nghiêm tại chỗ, thậm chí ngay cả cánh tay bị thương đang chảy ra máu kia cùng với đau đớn đó cũng không một chút xíu nào kinh ngạc
giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông đừng cho rằng tôi không dám lấy mạng ông. Càng đừng nghĩ rằng ông nói trước chuyện cũ là khiến cho tôi cảm động, tôi sẽ tha thứ cho ông. Ông ở trong lòng tôi đúng là giống như một người ông. Tôi rất kính trọng ông, tôn kính ông, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ không để cho bất kỳ người nào làm tổn thương đến những người mà tôi coi trọng, cho dù có là ông đi chăng nữa. Nếu như làm tổn hại đến bọn họ thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông đâu. Cậu đây là đang uy hiếp tôi đấy à? Tôi chỉ là cảnh cáo ông thôi. Ông biết rõ tính tôi mà. Dù sao thì tôi cũng là do một tay ông nuôi lớn, một tay ông dạy dỗ đào tạo thành sát thủ. Thế cho nên tôi không cho phép ông tổn thương đến những người mà tôi xem trọng, không cho phép ông đánh chủ ý lên bọn họ. Bằng không thì tôi không chỉ sẽ đích thân lấy mạng ông, còn có thể đối với ông làm ra chuyện tàn nhẫn hơn. Ông hiểu chưa? Hôm nay coi như là tôi đại nhân đại lượng, tạm thời rời đi. Những lời tôi đã nói ông nên nhớ kỹ, đừng cho rằng tôi nói suông, nói đùa. Bởi vì tôi sợ rằng đến lúc đó ông căn bản là không thể nào chơi nổi tôi đâu. Trung Khuê nhìn khuôn mặt tươi cười của Mạc Thâm Dạ, vẻ mặt tự dưng thay đổi trở nên lạnh lùng. Mạc Thâm Dạ mỉm cười xoay người, sải bước rồi đi. Nụ cười trên mặt đã biến mất trong nháy mắt, đôi mắt vô tình làm cho người ta phải e sợ. Mạc Thâm Dạ đi rồi, Vũ Trì Húc thản nhiên đi về phía của Trung Khuê mấy bước, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười xấu xa, dáng vẻ giả vờ như là không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tại sao phải lấy mạng Tử Thất Thất chứ? Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ. Hơn nữa, ông cũng lợi dụng xong cô ta rồi. Tại sao phải đuổi tận đuổi cùng người ta như thế? Làm cho Thâm Dạ đối với ông hận thấu xương. Cái này không giống tác phong của ông, Trung Khuê. Bởi vì cô ta dám mang thai con của Mạc Tử Hàn. Vũ Trí Húc tự dưng khiếp sợ sửng sốt. Chẳng lẽ khi mà trị liệu vết thương ở cổ thì phát hiện ra Tử Thất Thất mang thai sao? Hắn ta lập tức thu hồi thái độ, giả vờ như là lạnh nhạt. Phụ nữ mang thai là chuyện thường mà. Hơn nữa, cô ấy cũng là người phụ nữ của Mạc Tử Hàn. Hai người đó cũng có với nhau một đứa con trai rồi. Ông cần gì phải vì chuyện nhỏ này mà cùng với Mạc Thâm Dạ trở mặt chứ? Cái này gọi là không lý trí rồi. Chẳng qua tôi ghét con của Mạc Tử Hàn, cả cái tên tiểu quỷ Mạc Thiên Tân đó. Một ngày nào đó tôi muốn cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Trong bệnh viện, tại một góc hành lang, Mạc Tử Hàn, Mạc Thâm Dạ, Mạc Thiên Tân, Phương Lam, Tuyết Lê, mọi người cùng đứng ở khúc quanh. Cũng giống như Bạch Chú đã đứng đây từ sớm, bọn họ cố tình để cho Tử Thất Thất một mình ở trong phòng, cho cô có cơ hội lén ra ngoài, bởi vì cô cố quyền biết được rõ chân tướng sự việc. Phương Lam cau mày lên tiếng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể lừa gạt được nhất thời thôi, không thể nào lừa gạt cả một đời. Hơn nữa, Bách Hiên cũng không chờ được bao lâu nữa. Mạc Thâm Dạ nặng nề nói thêm. Nếu chúng ta không để cho cô ấy tận mắt đi xem, thì cô ấy sẽ càng thêm suy nghĩ linh tinh. Quả đúng như những gì mọi người dự đoán, Tử Thất Thất đã lén đến phòng bệnh ICU. Cô nhìn lên tấm bảng ở trên cửa phòng bệnh, trái tim tự dưng đập nhanh hơn, cảm thấy nhói đau. Loại phòng bệnh này chỉ có bệnh nhân bệnh tình thật là rất nghiêm trọng mới có thể vào đây. Quả nhiên Bách Hiên bị thương vô cùng nghiêm trọng rồi. Cũng phải, từ trên tầng 7 rơi xuống làm sao có thể không nghiêm trọng. Nếu như không phải là anh bảo vệ cô thì bây giờ làm sao có thể nằm ở đây chứ? Cánh cửa phòng được mở ra, Bạch Chú quay đầu nhìn cô. Em đến rồi sao? Em vào đi. Tử Thất Thất gật đầu, bước chân của mình đi vào bên trong phòng bệnh. Trên giường bệnh trắng như tuyết, Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt, không một chút nào sức sống nằm đó, trên miệng mang theo chụp dưỡng khí. Bên trong đều là hơi nước mờ ảo, bên cạnh còn có rất nhiều dụng cụ y khoa, mà đa số những thứ này Tử Thất Thất chưa từng thấy qua. Chúng giống như là bao vây cả giường bệnh, nối tiếp toàn bộ cơ thể của Bách Hiền. Anh ấy làm sao thế? Anh ấy rốt cuộc thế nào? Nói cho em biết đi mà. Tình trạng của anh ấy rốt cuộc là nguy hiểm như thế nào? Bạch Chú
hít một hơi thật sâu, nặng nề mở miệng. Cậu ta bây giờ bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, cơ thể có mười mấy nơi bị gãy xương, nguy hiểm nhất là xương cổ, cột sống ngực, thắt lưng. Tất cả đã trực tiếp đè ép lên, đốt sống dây thần kinh. Đặc biệt là nội tạng tổn thương rất nặng, không thể nào cứu chữa được nữa. Nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 ngày thôi. 3 ngày ơ? Trái tim của Tử Thất Thất bỗng dưng vang lên một tiếng đùng như là tiếng súng, cả cơ thể run rẩy hoảng sợ. Không, không thể nào. Mọi chuyện không thể nào thành ra như thế này. Nước mắt của cô rơi lã chã, từng hạt, cứ như vậy mà rơi xuống không ngừng. Không có gì là không thể cả. Rơi từ trên cao xuống, hắn ta không mất mạng tại chỗ, mà còn sống được đến giờ phút này là một kỳ tích rồi. Nhưng đây là lỗi của em. Một vết thương nhỏ em cũng không có, hoàn toàn không mất một cọng tóc nào mà đứng đây. Tại sao anh ấy lại bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Tại sao anh ấy chỉ có thể sống được 3 ngày? Anh không phải là bác sĩ sao? Tại sao anh không cứu anh ấy đi? Nhanh một chút, cứu anh ấy đi. Em cầu xin anh đấy, Bạch Trú. Cầu xin anh, hãy cứu Bách Hiên đi. Hai tay của Tử Thất Thất nắm chặt cánh tay Bạch Trú, không ngừng cầu xin. Anh xin lỗi. Thật sự là anh không còn cách nào để cứu cậu ấy nữa rồi. Anh đã cố hết sức rồi. Cố gắng thêm một lần nữa đi mà. Nhất định là có cách. Nhất định sẽ có thôi mà. Cho dù anh có thể cứu được cậu ấy, thì cậu ấy cũng chỉ là một người phế nhân. Đốt sống cổ, cột sống ngực, thắt lưng đã bị nát bấy rồi. Cả cột sống thần kinh cũng phá hỏng rồi. Nếu như thực sự có kỳ tích xảy ra mà sống được, cũng chỉ là một người thực vật mà thôi. Thế cho nên chi bằng... Không, em không muốn anh ta chết đâu. Phế nhân thì có làm sao chứ. Em sẽ chăm sóc cho anh ấy mãi mãi như vậy. Cho nên cầu xin anh, Bạch Trú, cầu xin anh hãy cứu anh ấy đi. Tử Thất Thất bắt lấy cánh tay của Bạch Trú, từ từ quỳ gối xuống, liên tục van xin. Thật xin lỗi, Thất Thất. Cứu anh ấy đi mà, em cầu xin anh đấy. Tại biệt thự của Bách Gia, cổng lớn, một chiếc xe BMW màu bạc đã đậu ở đó một ngày một đêm. Bạch Vân Sơn vẫn ngồi ghế sau, hai mắt vô hồn nhìn về đằng trước. Hình ảnh Bách Hiên ôm Tử Thất Thất từ trên lầu rơi xuống, không ngừng tái hiện trong đầu ông ta. Tất cả kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Lái xe vẫn ngồi nhìn ông ta chằm chằm qua kính chiếu hậu. Đã một ngày một đêm, ông ta vẫn như vậy, không hề có ý định rời đi. Bộ dáng của ông ta tiều tụy, thống khổ như người mất hồn. Người tài xế nhẹ nhàng lên tiếng. Ông chủ à? Ông chủ à? Gọi đến mấy câu thì cuối cùng nét mặt của Bách Vân Sơn hơi hơi thay đổi. Sao thế? Đến nhà rồi sao? Ông chủ à, ông đã ngồi đây suốt một ngày một đêm rồi. Cái gì? Một ngày một đêm ư? Bạch Vân Sơn líu xíu, hai mắt nhìn ra cửa xe về phía của cổng lớn Bách Gia. Thì ra đã đến nhà rồi. Đúng vậy. Ông không thể nào ngồi đây ngơ ngẩn mãi được. Thời gian của con trai ông bây giờ còn rất ít. Sau khi vào đến trong nhà, nhìn thấy Bách Mạc Lệ, ông ta lên tiếng. Tôi xin lỗi. Sao tự dưng ông lại nói xin lỗi chứ? Bởi vì tôi đã hại chết đứa con duy nhất của chúng ta rồi. Ông nói hiu nói vượn cái gì thế? Ông là cha của nó, làm sao ông có thể hại nó mất mạng được? Hơn nữa, nó là người nối dõi của Bách gia chúng ta. Cho dù ông có hành hạ nó thế nào, tuyệt đối nó cũng không thể nào mất mạng. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Một lần nữa Bách Vân Sơn nói xin lỗi với vợ mình, nước mắt khẽ rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi Bách Mạc Lệ không nhìn thấy nước mắt của ông chứ. Còn nhớ rõ lần trước ông khóc, đó là khi mà ba ông mất đi, hình như cũng 20 năm rồi. Tại sao bây giờ một lần nữa lại khóc thút thít thế này? Lẽ nào Hiên Nhi thực sự xảy ra chuyện rồi sao? Ông mau nói cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì đi. Hiên Nhi làm sao có thể mất mạng được? 2 ngày trước tôi còn gặp nó cơ mà. Nó mặc dù hơi gầy, hơi tiểu tụy, nhưng mà không thể nào mất mạng được. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.
Ông ta không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này, nghĩ rằng chỉ là một mực bắt con trai mình nhanh chóng kết hôn. Bạch gia sớm có người thừa kế. Ông ta chỉ muốn cháu đích tôn, muốn thấy cơ nghiệp của Bạch gia càng ngày càng đồ sộ phát triển. Thực sự chỉ muốn như vậy mà thôi. Chẳng lẽ ông ta sai rồi sao? Nhưng mà thực sự không hiểu rốt cuộc là ông ta đã sai ở chỗ nào chứ? Tôi đưa bà đi gặp nó lần cuối cùng. Bạch Vân Sơn nghẹn ngào nói, bàn tay già nua nắm chặt tay của vợ, từ từ quay người đi ra khỏi phòng. Trong phòng bệnh của Bạch Hiên, cửa phòng có tiếng gõ vang lên rồi từ từ mở ra. Bạch chú đi vào đến bên giường, ngồi nhìn những giọt nước mắt của Bạch Mặc Lệ vẫn đang không ngừng tuôn rơi. Bạch Vân Sơn đứng bên cạnh Bạch Mặc Lệ, mắt đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ. Trong nháy mắt, dường như là ông ta đã già thêm mười mấy tuổi, cả người nhìn qua rất tuyệt vọng, giống như là một người đánh mất tất cả những gì mình đang có. Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, hai người từ tối qua đến giờ đều không nghỉ ngơi rồi. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì cơ thể không thể nào chịu được. Không bằng hai người về nhà nghỉ ngơi một chút đi, có được không? Mặc dù Bạch Hiên đang hôn mê bất tỉnh, nhưng mà cũng còn ý thức. Nếu biết hai người đều không ăn không uống, không ngủ nghỉ, thì nhất định sẽ càng tự trách bản thân mình. Thế cho nên hai người trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, coi như là vì Bạch Hiên, để cậu ấy cảm thấy yên lòng một chút. Tôi muốn ở đây chăm sóc nó. Tôi muốn chăm sóc cho con trai tôi. Bạch phu nhân, cho dù bác không cần nghỉ ngơi, nhưng Bạch Hiên cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nói mãi thì cuối cùng hai người đó cũng chịu ra về. Lần này đến lượt Phương Lam đi vào trong phòng bệnh. Cô đi đến bên cạnh giường của Bạch Hiên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hiên, nhìn chụp dưỡng khí, nhìn đôi mắt khép chặt, sau đó quét qua một lượt các dụng cụ xung quanh, trong lòng chua xót. Bạch Hiên, tiểu tử thối này, tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Trong đầu toàn đậu hũ thôi sao? Tại sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Nhưng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu Thất Thất, cảm ơn anh nhiều lắm. 7 năm trước, lần đầu tiên Bạch Hiên cứu Tử Thất Thất, Phương Lam đã cảm thấy vô cùng cảm kích người đàn ông này. Người đàn ông này đã từ từ mà nảy sinh tình cảm với Thất Thất. Tình yêu của anh rất nồng đậm, nhưng Phương Lam vẫn cho rằng hai người đó không có khả năng thành một đôi. Cũng bởi vì Phương Lam biết rằng Tử Thất Thất chưa bao giờ yêu thích Bạch Hiên, cô đã buông ra những lời khiến cho Bạch Hiên phải đau lòng. Tiểu tử thối, tôi nhất định không đồng ý cho hai người ở chung một chỗ đâu. Thế cho nên Thất Thất bảo bối của tôi tuyệt đối sẽ không cho anh. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho hai người ở bên nhau. Tôi đã từng nói như vậy, có đúng không? Nếu bây giờ anh có thể sống lại, nếu như anh có thể khỏe mạnh giống như trước đây, vậy thì tôi sẽ thu hồi những lời nói đó. Tôi sẽ đem Tử Thất Thất cho anh, tôi sẽ giúp anh. Thế cho nên anh không được chết đâu. Chỉ cần Bạch Hiên mở mắt ra thì Phương Lam tình nguyện giúp Bạch Hiên giành lấy Tử Thất Thất. Thế nhưng cô ấy đứng bên giường đợi thật lâu mà hai mắt của Bạch Hiên vẫn như cũ không chịu mở ra. Mau mở mắt ra đi, tiểu tử thối. Anh không phải là yêu thích Tử Thất Thất đến mức có thể vì cô ấy hy sinh tính mạng sao? Vậy thì bây giờ hãy vì cô ấy mà tiếp tục sống đi. Tiểu tử thối, tại sao trên thế giới này còn tồn tại loại người ngu ngốc bị tình yêu làm cho mê muội như anh cơ chứ? Một canh giờ sau đó, Phương Lam từ trong phòng bệnh đi ra, khóe mắt phiếm hồng, thở dài chán nản, xoay người nặng nề rời đi. Nhận ra trên hành lang có một người phụ nữ rất quen thuộc. Cô tự dưng dừng lại, quay người nhìn bóng dáng của người đó. Hạ Thủy Nhung sao? Cô ta cũng tới đây thăm Bạch Hiên sao? Cũng phải, cô ta từng là vị hôn thê của Bạch Hiên, cũng là một người phụ nữ si tình. Trong phòng bệnh, Hạ Thủy Nhung mặc chiếc áo màu hồng nhạt đến trước giường bệnh nhìn Bạch Hiên. Anh Hiên, em xin lỗi. Tất cả là do em hại anh. Tất cả là do em, anh mới thành ra thế này, là lỗi của em. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Nếu ngày đó nhận điện thoại của Bạch Vân Sơn, cô vui vẻ đồng ý thực hiện, vậy thì anh Hiên hôm nay sẽ không nằm ở đây. Tự Thất Thất cũng giống như vậy được cứu.
Mặc dù Bách Hiên sẽ thống khổ, mặc dù sẽ hận Thủy Nhung đến thấu xương, nhưng mà còn hơn là anh nằm đây thế này. Tại sao Thủy Nhung hết lần này đến lần khác không thể nào buông tha cho anh cơ chứ? Tại sao cô lại phá hỏng mọi thứ rồi? Anh Hiên, anh không được ra đi đâu. Em xin anh đấy, anh không được mất mạng đâu. Em cầu xin anh. Chỉ cần anh không ra đi, anh nói gì em cũng nghe. Em sẽ không bám theo anh nữa. Em sẽ rời xa anh, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Vậy nên em cầu xin anh đừng ra đi. Anh mở mắt ra đi mà. 13 năm trước, anh đã cứu mạng cô. 13 năm sau, cô lại đứng đây bất lực, nhìn anh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cô đã làm gì chứ? Cô đã đối xử với ân nhân của mình tàn nhẫn thế nào chứ? Nếu như không có sự xuất hiện của cô thì tốt rồi. Nếu như cô lặng lẽ nhìn Bách Hiên từ đằng xa, lặng lẽ yêu anh thì tốt rồi. Em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em. Chỉ cần anh chịu tỉnh dậy, em sẽ lập tức rời đi, không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Anh tỉnh dậy đi mà. Em yêu anh Hiên. Trời tối dần, đã hết một ngày rồi, chỉ còn có 2 ngày thôi, chỉ còn duy nhất 48 giờ thôi. Phải làm cái gì đây? Phải làm cái gì mới có thể làm cho Bách Hiên sống lại đây? Kỳ tích có thể xuất hiện một lần nữa không? Tự Thất Thất nằm trên giường bệnh, không thể nào mà ngủ được. Mặc dù Phương Lam nói rất đúng, đứa bé trong bụng cô là vô tội. Cô không thể nào bởi vì chính mình thương tâm khổ sở mà em bé mất đi sinh mạng. Nhưng cô không làm thế nào để khống chế tâm tình của mình, càng không thể nào khống chế trái tim mình. Cô muốn đến xem Bách Hiên thế nào rồi. Cô muốn ở bên cạnh anh. Trong 2 ngày cuối cùng này, cô muốn ở bên cạnh Bách Hiên. Cô nhìn Mạc Tử Hàn vẫn liên tục ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc mình. Mạc Tử Hàn, anh có thể giúp em một việc có được không? Anh có thể giúp em đến chỗ Bách Hiên được chứ? Được rồi, anh giúp em. Mạc Tử Hàn đồng ý dễ dàng như vậy, bởi vì anh hiểu rõ cô đang thống khổ thế nào. Cửa phòng bệnh mở ra, giọt nước mắt của Tử Thất Thất lăn xuống từng giọt từng giọt. Đợi khi mà Mạc Tử Hàn đi rồi, cô mới đi đến bên cạnh giường của Bách Hiên. Lần này cô rất bình tĩnh, tâm tình cũng không còn bất an như trước, cả người đều vô cùng an tĩnh, chỉ có thái độ là vô cùng xót xa, lộ ra vẻ yêu thương, chân thực. Cô từ từ ngồi bên cạnh chiếc giường, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Bách Hiên. Anh có thể nghe được âm thanh của em, đúng không? Cảm ơn anh đã cứu em thêm một lần nữa. Xem ra em lại nợ anh thêm một ân tình rồi. Đúng là quá tệ. Em phải làm thế nào để trả lại ân tình của anh đây? Như thế này có được không? Anh tỉnh lại đi. Anh nói gì em cũng đồng ý. Cho dù phải làm trâu làm ngựa, làm heo, làm chó, thậm chí làm con mèo con đáng yêu, em cũng đều ưng thuận. Anh hãy tỉnh dậy đi, có được không? Anh đúng là một tên đại ngốc. Tại sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Tại sao muốn vì một người như em mà từ bỏ tính mạng của mình? Ngu ngốc thật đấy. Một người đàn ông đặc biệt ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên thế gian này. Chỉ cần anh tỉnh dậy, anh muốn thế nào em cũng đồng ý, thật mà. Bảo em phải nỗ lực yêu anh, em cũng làm. Sẽ đem toàn tâm toàn lực để yêu anh, từ từ làm bản thân mình yêu anh, nhất định cố gắng hết khả năng. Cho nên cầu xin anh, cầu xin anh cho em một cơ hội được yêu anh. Cho dù chỉ có 1 năm cũng được, cho dù chỉ có 1 tháng cũng được, nhưng đừng là 3 ngày. Đừng ra đi dễ dàng như vậy có được không, Bách Hiên? Cô nắm chặt bàn tay của Bách Hiên mà khóc thành tiếng, còn người đàn ông thì như cũ không đáp lại. Sau đó rất lâu, nước mắt của cô hơi khô. Mặc dù vẫn có thể tiếp tục rơi xuống, cô đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Bách Hiên đang ngủ say, nở ra nụ cười xinh đẹp nhất. 10 ngón tay đan xen hết sức, rồi cầm chặt tay của người đàn ông. Em hiểu rồi. Em sẽ không làm khó anh, bắt anh sống lại nữa. Em sẽ không cầu xin anh nữa. Cho dù còn 3 ngày cũng không sao, còn 2 ngày cũng không sao cả. 40 mấy giờ càng không quan trọng. Em đã quyết định rồi, đã nghĩ nghiêm túc rồi. Em muốn hoàn thành tâm nguyện của anh. Em muốn gả cho anh.
Cô đã nợ anh quá nhiều, cô căn bản là không thể nào trả được, cũng không có biện pháp nào để trả, càng không đủ thời gian để trả. Cô biết anh chỉ còn sống được có 3 ngày, cho nên thời gian vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô phải làm điều gì đó, ít nhất là hoàn thành tâm nguyện của Bách Hiên. Nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên tâm nguyện lớn nhất của Bách Hiên đó chính là cùng cô kết hôn. Anh đã từng từ bỏ tất cả là muốn cùng cô sang Anh, thà chấp nhận người ta xem thường mà ở bên cạnh cô. Cho nên trải qua một hồi suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng, nhận thấy tâm nguyện lớn nhất của Bách Hiên đó chính là muốn cô làm vợ mình. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này đó chính là gả cho anh, làm Bách Hiên thê tử. Chúng ta ngày mốt kết hôn đi, có được không? Để cho em nghỉ ngơi một chút, cũng cho em chuẩn bị một chút. Sau đó chúng ta sẽ chính thức ở lễ đường cử hành hôn lễ. Chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, có được không? Em muốn trở thành vợ của anh rồi, anh bằng lòng chứ? Vào đúng lúc mà cô nói xong chữ cuối cùng thì khóe mắt của Bách Hiên đã thoáng cử động một chút. Tử Thất Thất sửng sốt, vui mừng nói: Anh tỉnh dậy rồi sao, Bách Hiên? Anh nghe được em nói chuyện có đúng không? Anh nghe được có đúng không? Trả lời em đi. Cô vui mừng đứng dậy, sau đó hoảng hốt xoay người kêu to: Có ai không? Bách Hiên tỉnh dậy rồi. Anh ấy nghe thấy lời tôi nói rồi. Bác sĩ, mau tới đây. Mấy giây sau đó thì Bạch Chú đã xuất hiện. Có chuyện gì thế? Lúc tôi nói chuyện với anh ấy, ánh mắt của anh ấy bỗng dưng nhúc nhích. Anh ấy nghe được lời tôi nói. Anh mau đến xem đi. Có phải là anh ấy tỉnh dậy rồi đúng không? Có phải anh ấy sẽ không mất mạng đúng không? Bạch Chú nghe thấy như vậy thì lập tức đi đến đầu giường, nhanh chóng nhìn qua một lượt các dụng cụ y khoa trên giường, sau đó nghiêm túc kiểm tra cơ thể của Bách Hiên, mở mí mắt của Bách Hiên ra xem một lần. Tử Thất Thất khẩn trương hỏi: Sao rồi? Anh ấy tỉnh rồi sao? Cậu ta không có tỉnh lại. Có lẽ cậu ta có thể nghe giọng nói của cô, nhưng chỉ là phản xạ của thần kinh thôi. Thế cho nên anh ấy vừa vặn đáp lại tôi lúc mà tôi hỏi anh ấy. Ánh mắt của anh ấy đột nhiên cử động. Anh ấy nhất định có thể nghe được lời tôi nói, nhất định có thể tỉnh lại mà. Tử Thất Thất đẩy Bạch Chú đến bên giường, lắc lắc người của Bách Hiên. Tỉnh dậy đi, Bách Hiên, anh tỉnh dậy đi. Anh mở mắt ra, nói cho Bạch Chú biết rằng anh có thể nghe được lời nói của em đi. Mở mắt ra đi mà, em biết anh tỉnh rồi mà. Bách Hiên, mở mắt ra đi, tỉnh dậy đi. Tử Thất Thất, em không nên quấy rầy cậu ta. Nội tạng đã hư hại rồi, chẳng lẽ em muốn làm cho cậu ta nhanh chóng ra đi sao? Hơn nữa em cũng nên tỉnh táo một chút, đừng quên trong bụng em còn có em bé đấy. Bạch Chú bắt được tay của cô, ngăn cản cô lại. Cả cơ thể của cô bất động, cứng ngắc sửng sốt. Không sai, bây giờ Bạch Hiên không thể nào tùy tiện mà lộn xộn động vào. Cô không thể nào bởi vì tâm tình kích động mà khiến cho cơ thể của Bách Hiên xảy ra thêm bất kỳ một vấn đề nào nữa. Cô phải tỉnh táo. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không lộn xộn, sẽ không kích động. Tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Cô tự dưng dừng lại nỉ non, sau đó từ từ xoay người, thận trọng bước ra khỏi phòng bệnh. Trở về phòng bệnh, cô lên tiếng nói với Mạc Tử Hàn. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, chỉ cần em nói cho anh biết, anh nhất định nếu làm được có thể làm cho em. Em quyết định cùng Bách Hiên kết hôn. Nụ cười trên mặt của Mạc Tử Hàn đã biến mất, sững sờ nhìn cô thật lâu. Em thực sự quyết định như vậy sao? Đúng vậy. Em thực sự muốn gả cho cậu ta sao? Em định rời bỏ anh mà đi sao? Em xin lỗi, em không thể nào thực hiện lời hứa với anh. Em không thể nào gả cho anh, không thể nào ở bên anh. Em quyết định ra đi. Mạc Tử Hàn nghe cô nói từng chữ từng lời, giống như là con dao sắc bén hung hăng ghim vào trái tim của mình, khiến cho nó vỡ tan chốc lát. Nghĩ tới giây phút hai người bọn họ cùng nhau rơi xuống từ trên lầu, anh cũng đã đoán được cô muốn rời khỏi mình rồi. Mà từ khi cô tỉnh dậy,
Thấy cô khẩn trương, muốn đến xem tình trạng của Bách Hiên, anh cũng đã biết cô nhất định sẽ lựa chọn phương án này. Anh không đồng ý. Anh tuyệt đối không cho phép em rời bỏ anh. Em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh, là người phụ nữ của anh. Những lời này là trong lòng anh đang không ngừng gào thét. Anh không cách nào nói ra khỏi miệng, càng không có cách nào cự tuyệt cô, bởi vì sự hy sinh của Bách Hiên đối với cô thật sự là quá nhiều. Cậu ta có thể vì cô mất mạng, thậm chí dùng tính mạng của mình để cứu hai mẹ con cô. Anh không thể nào so sánh với cậu ta, không thể nào cùng cậu ta tranh đoạt, không thể nào vượt qua Bách Hiên được rồi. Anh hiểu rồi. Anh đồng ý. Anh miễn cưỡng chấp nhận, nhẫn nại chịu đau đớn, trái tim bị xé rách. Chỉ cần em nói ra, anh sẽ vì em mà chấp nhận. Anh đã hứa rồi cơ mà. Thế cho nên anh bằng lòng để em gả cho Bách Hiên, để em rời xa anh. Anh cũng sẽ như vậy buông tay với em. Trong nháy mắt, nước mắt của Tử Thất Thất tuôn ra, từng giọt lần lượt rơi xuống, trái tim đau đớn, giống như là bị người ta cướp đi tất cả, vừa đau lại vừa khó chịu. Cô thực sự không muốn anh rời đi, không muốn nghe những lời vừa rồi, nhưng đã không còn cách nào nữa. Mặc Tử Hàn nhìn đôi mắt đẫm nước của cô, đau lòng vươn tay, sau đó khổ sở nói. Em đừng khóc, rõ ràng em mới là người lựa chọn rời bỏ anh cơ mà. Tại sao lại khóc chứ? Người khóc phải là anh đây này. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, sau đó không ngừng nói đi nói lại. Em xin lỗi. Em thật xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm, Mặc Tử Hàn. Em đừng khóc. Đừng khiến cho tâm tình của mình kích động. Cẩn thận con của chúng ta. Em biết rồi. Thế nhưng nước mắt của em không thể nào dừng lại được. Em phải làm thế nào đây? Em không thể nào dừng lại được. Không thể nào bớt làm cho trái tim của em đau đớn được. Không cách nào khống chế bản thân mình. Em yêu anh, Mặc Tử Hàn. Em thật sự rất yêu anh. Nhưng em không còn cách nào khác. Em không còn cách nào khác rồi. Anh hiểu. Anh hiểu tất cả mà, Thất Thất. Đừng nói xin lỗi nữa. Đây không phải là lỗi của em. Em đừng khóc. Cũng đừng tự trách bản thân mình. Sau khi để cho cô ngủ say rồi, Mặc Tử Hàn mới rời đi. Anh đến phòng bệnh của Bách Hiên. Đi vào trong phòng bệnh, anh nhìn Bách Hiên hôn mê bất tỉnh, hai mắt lạnh như băng, theo dõi. Cậu đúng là người hèn hạ đấy. Cậu lại dám dùng sự ra đi của mình để đem Thất Thất từ bên người tôi cướp đi. Cậu đúng là tiểu nhân hèn hạ. Tại sao lại không đường đường chính chính cùng tôi tranh giành cô ấy chứ? Tại sao muốn nằm đây giả chết? Đứng lên cho tôi. Đứng lên cho tôi. Đáng hận. Rõ ràng chỉ là cậu ta giả vờ để cố tình cướp Thất Thất ra khỏi anh mà thôi. Anh không tin cậu ta sẽ mất mạng. Thế cho nên cậu ta nhất định phải tỉnh lại để trả Thất Thất về với anh. Tại biệt thự Bách Gia, Bạch Vân Sơn đứng ở cửa phòng ngủ lầu 2. Nhìn cửa phòng gắt gao đóng chặt, vươn tay muốn mở ra, nhưng mà cuối cùng lại để tay xuống, trầm mặc tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. Bạch Vân Sơn cau mày. Điện thoại không ngừng vang lên rất nhiều lần, giống như là nếu ông ta không nghe máy thì không chịu bỏ qua. Cầm điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Là ai chứ? Bác Bách sao? Tử Thất Thất ư? Đúng vậy, là cháu đây. Cô gọi cho tôi để làm gì? Muốn cười nhạo tôi sao? Cháu không có ý đó đâu. Vậy ý của cô là gì? Cháu có việc muốn thỉnh cầu bác, mong bác đồng ý. Cô muốn gì đây? Cháu muốn cùng Bách Hiên kết hôn. Bạch Vân Sơn nghe đến đây thì khiếp sợ. Kết hôn sao? Kết hôn cùng Hiên Nhi đang nằm trên giường bệnh sao? Cháu muốn cùng Bách Hiên kết hôn. Cháu mong bác đồng ý có được không? Mặc dù cháu biết cháu không có đủ tư cách để xin bác. Cháu biết là hai bác nhất định sẽ không tiếp nhận cháu. Nhưng cháu hy vọng rằng bác có thể đồng ý chuyện này. Cháu muốn anh ấy vui vẻ. Hơn nữa, lúc cháu nói chuyện này với anh ấy, mắt của anh ấy đã nhúc nhích, giống như đáp lại cháu. Cho nên cháu cầu xin hai bác đồng ý có được không? Để cháu gả cho anh ấy.
để cháu có thể trở thành tân nương của anh ấy. Nói không chừng anh ấy sẽ tỉnh lại, còn có thể tốt hơn. Thế cho nên tôi không đồng ý. Tại sao chứ? Chẳng lẽ bác không muốn cứu anh ấy sao? Cháu cầu xin bác đồng ý đi mà. Cho cháu một cơ hội để bù đắp cho anh ấy đi mà. Anh ấy vì cháu mà làm quá nhiều chuyện, nhưng cháu ngay cả một chút hồi đáp cũng không có. Cháu biết là cháu dùng phương pháp này để báo đáp là hành động ngu xuẩn. Cháu biết cháu không nên đem tình cảm và ân tình nhập vào làm một, nhưng mà cháu không còn biện pháp nào khác, không còn cách nào để mà báo đáp anh ấy nữa rồi. Chỉ còn cách này thôi. Cháu cầu xin bác cho cháu một cơ hội. Bác đồng ý đi mà. Bạch Vân Sơn nghe âm thanh của Tử Thất Thất nghẹn ngào thì trong lòng càng thêm đau đớn. Suy nghĩ một chút, cuối cùng thì ông ta nói: thôi được rồi, tôi đồng ý để cô làm con dâu Bách gia chúng tôi. Quanh đi quẩn lại, dùng tất cả các biện pháp để ngăn cản, cuối cùng đã đem hạnh phúc gia đình làm cho cửa nát nhà tan. Vẫn như cũ lựa chọn cô gái này. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Hai ngày sau đó, trên lễ đường, Tử Thất Thất ngồi trong phòng hóa trang, mặc trên người áo cưới trắng như tuyết, tóc búi cao sau đầu, trên cổ mang theo sợi dây chuyền kim cương lóe sáng, toàn thân đều là mặc tử hàn vì cô chuẩn bị. Trước đây thật lâu, bắt đầu vì chuẩn bị hôn lễ, nhưng hôm nay tân nương là cô, chú rể lại không phải là mặc tử hàn. Rốt cuộc là cô có đang làm đúng hay là không đây? Cô vẫn luôn luôn hỏi một câu như vậy trong lòng. Trong bụng cô đang mang thai con của Mặc Tử Hàn, nhưng mà cô lại gả cho Bách Hiên, có phải là sai lầm không? Vừa ra khỏi phòng hóa trang thì cô nhìn thấy Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng đối diện. Anh mặc trên người một thân tây phục màu đen, đường đường chính chính đứng trước cửa, nhìn Tử Thất Thất một thân áo cưới trắng như tuyết, cùng với trong tưởng tượng của anh vô cùng thích hợp với cô. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh sững sờ vài giây. Anh muốn là người đầu tiên nhìn em mặc váy cưới, cho nên tự ý đứng ở đây. Hôm nay em xinh đẹp lắm. Cảm ơn anh. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp, từ từ đưa tay, nhưng tại một khắc mà sắp chạm vào cô thì đã dừng lại, từ từ buông tay xuống. Anh không thể nào đụng vào cô, bởi vì chỉ cần chạm đến da thịt của cô, cảm thụ nhiệt độ của cô, anh sẽ không thể nào kiềm chế trái tim mình, khống chế được bản thân của mình. Nhất định phải mạnh mẽ đem cô rời khỏi nơi này, nhất định sẽ phá hỏng hôn lễ. Thế cho nên anh sẽ kiềm chế, bất luận thế nào anh cũng phải kiềm chế sự vọng động của mình. Trên lễ đường, một người phù rể đẩy Bách Hiên hôn mê bất tỉnh đến trước mặt của Mục Sơ. Tử Thất Thất đứng bên cạnh anh, cùng nhau nhìn Mục Sơ thần thánh trang nghiêm. Tử Thất Thất, con có nguyện ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ không? Bất luận nghèo khó, phú quý, bệnh tật hay là khỏe mạnh, vui vẻ hay ưu sầu, cũng yêu thương anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, tôn kính anh ấy, cho đến khi lìa khỏi cuộc đời này. Con đồng ý. Bách Hiên tiên sinh, con có đồng ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ không? Cho dù nghèo khó phú quý, ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, vui vẻ, cũng yêu cô ấy, chăm sóc tôn kính, ở bên cạnh cho đến lúc lìa đời không? Bạch Hiền hôn mê bất tỉnh, trầm mặc ngồi xe lăn, không cách nào trả lời. Tự Thất Thất quay đầu nhìn anh, nhìn hai mắt của anh nhắm thật chặt, nhẹ nhàng mở miệng. Em biết, anh có thể nghe thấy âm thanh của em. Em biết anh nhất định có thể nghe được, cho nên anh có thể nào vì em mà mở mắt không? Vì em mà tỉnh lại không? Đây là hôn lễ của chúng ta đấy. Chẳng lẽ anh không muốn mở mắt nhìn một chút sao? Bạch Hiền vẫn trầm mặc như trước. Anh mở mắt ra mà nhìn đi. Trên người em đang mặc váy cưới cô dâu, trên đầu đội sa mỏng, tất cả là vì anh. Trên mặt trang điểm xinh đẹp cũng là vì anh. Anh nhìn đi mà. Nhìn em sắp trở thành tân nương của anh đi mà. Bạch Hiên, em không phải chưa bao giờ nói em yêu anh sao? Vậy thì bây giờ chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ làm theo em có đúng không? Đúng lúc này
thì con ngươi ở mí mắt của Bách Hiên hơi nhúc nhích qua qua lại lại. Tự Thất Thất thấy được phản ứng của anh thì vui vẻ quỳ gối bên cạnh xe lăn, dùng đôi tay nắm chặt tay của anh. Anh quả nhiên có thể nghe được âm thanh của em mà. Anh đáp lại em có đúng không? Thành âm của cô vừa rơi xuống thì con ngươi Bách Hiên lại một lần nữa chuyển động. Quả nhiên là anh có thể nghe thấy. Tốt quá rồi, anh thật sự nghe được rồi. Cô vui vẻ nói xong thì khách khứa cũng kinh ngạc nhìn hai người. Tại sao có chuyện thần kỳ như vậy chứ? Đây là gạt người sao? Tại sao chỉ có thể dùng mấy câu nói mà đem một người đang hôn mê bất tỉnh đánh thức? Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Bạch Vân Sơn, Bạch Mạc Lệ đều vô cùng kích động nhìn Tử Thất Thất, Bạch Hiên. Bạch Mạc Lệ càng thêm khẩn trương nắm tay của chồng mình. Bạch Vân Sơn cũng kinh ngạc nhìn thê tử đã 3 ngày không để ý đến mình. Trong cơn mê man, Bạch Hiên rõ ràng có thể nghe thấy Tử Thất Thất đang gọi mình. Cô dùng thanh âm xinh đẹp một lần rồi lại một lần gọi mình. Nhưng mà thanh âm của cô bỗng dưng thay đổi, mang theo giọng mũi, bắt đầu nghẹn ngào có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cô đang khóc sao? Em đừng khóc mà, Thất Thất. Anh đã dùng tính mạng của mình để cứu em, chính là muốn em vui vẻ, sống hạnh phúc. Anh không muốn thấy em khóc, em đừng khóc mà. Bên tai anh vẫn không ngừng vang lên âm thanh của cô. Anh hốt hoảng, dùng tất cả hơi sức muốn mở mắt, nhất định phải mở mắt. Muốn dùng sinh mạng cuối cùng nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, muốn nói chuyện với cô, đem lời nói trong lòng nói cho cô biết, để cô biết anh muốn cái gì nhất. Mở mắt ra, anh nhất định phải mở mắt ra. Đúng lúc này, Bạch Hiên nhìn thấy một tia sáng chói mắt, sau đó là ánh sáng càng ngày càng lớn hơn. Quá sáng làm cho anh đau đớn, nhưng mà trong vòng sáng đó, anh thấy được người mà anh muốn nhìn thấy nhất. Thất Thất Thất. Bạch Hiên khàn khàn mở miệng gọi. Tự Thất Thất nhìn anh mở mắt ra, vui mừng giật giật khóe môi. Trong nháy mắt, tất cả khách khứa nghe được âm thanh thì từ từ trừng lớn đôi mắt. Bạch Vân Sơn, Bạch Mạc Lệ kích động từ trên ghế đứng lên. Nước mắt đã làm mờ cả tầm nhìn. Mạc Tử Hàn cũng khiếp sợ sửng sốt nhìn hai người ở trên lễ đường. Tự Thất Thất lúc này mắt toàn là nước, mỉm cười oán trách. Em biết anh nhất định sẽ tỉnh dậy mà. Đúng là tại sao phải để cho em chờ lâu như vậy chứ? Anh muốn em lo sợ đến mất mạng luôn có đúng không? Bạch Hiền nhìn mặt cô, rồi lại nhìn trên người cô là chiếc áo cưới trắng như tuyết. Đúng là quá xinh đẹp. Đây chính là cô dâu của mình rồi. Đây chính là tâm nguyện của anh từ trước đến giờ. Thật Thật Thật, em thật xinh đẹp. Nghe được lời nói này, trong lòng Tử Thất Thất thoáng qua câu khen ngợi ban nãy của Mạc Tử Hàn, thái độ cũng thoáng qua một giây đau đớn. Dĩ nhiên rồi, nếu như em không xinh đẹp thì làm sao anh có thể mở mắt nhìn em, có đúng không? Đây chính là hôn lễ của chúng ta đấy. Em đã quyết định gả cho anh rồi. Em muốn làm vợ của anh, Bách Hiên. Anh có vui không? Vui. Vậy chúng ta tiếp tục tuyên thệ đi. Cô nói xong thì đứng dậy đối diện với Mục Sơ. Mục Sơ từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, giống như là thấy được thần tiên nhìn Bách Hiên mới tỉnh dậy. Đây là thần tiên trợ giúp sao? Sẽ có một chuyện thần kỳ như vậy xảy ra sao? Giống như là một người sắp chết tỉnh dậy vậy. Tự Thất Thất tiểu thơ, con có đồng ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ không? Bất luận nghèo khó phú quý, ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh vui vẻ, cũng yêu thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn kính cậu ấy, cùng yêu thương cho đến khi lìa đời. Con đồng ý. Đôi tay của Tử Thất Thất đang cầm bó hoa cô dâu mỉm cười trả lời rất rõ ràng. Bạch Hiên tiên sinh, con có đồng ý cưới Tử Thất Thất tiểu thơ làm vợ không? Cho dù nghèo khó phú quý, ngã bệnh hay là khỏe mạnh, vui vẻ hay yêu sầu, cũng yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy cho đến khi lìa đời. Bạch Hiền ngồi trên xe lăn, tứ chi không có bất kỳ một cảm giác gì. Anh quay đầu nhìn Tử Thất Thất còn lưu lại nước mắt, rồi lại quay đầu nhìn Mục Sơ chậm rãi mở miệng
khàn khàn mà trả lời. Con không đồng ý. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 9 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.